và sẽ mở ra rất dài một cách vô tận để bước chân chúng ta đi lên. Đó chính là tiếng khen. Hôm nay trong một loạt những cái chủ đề, những chiếc bẫy của cuộc đời, thầy xin phép trình bày với lại quý vị trước về tiếng khen là một cái chiếc bẫy phải nói hết sức là nguy hiểm mà ai cũng thích bước chân vào trong đó. Tiếng khen là một cạm bẫy lớn nhất trong đời sống học Phật của chúng ta. Ở đây xin phép chỉ nói chuyện trong chùa, hoặc giả là trong đạo tràng, hay là trong những ngôi nhà của những Phật tử thuần tín. Còn chuyện xã hội ngoài đời chúng ta từ từ tính sao. Tại sao chúng ta lại thích tiếng khen? Đơn giản, đó là sự kiêu mạn hay là ngã chấp. Mình thấy mình được, mình thấy mình giỏi, mình thấy mình tốt, mình thấy mình xứng đáng được khen. Phải không quý vị? Khỏi thí dụ đâu xa, chính bản thân thầy thôi. Ai mà tới chùa, ôi cô nghe băng thầy xong là con phải tìm nữa, tìm hoài, con nghe hoài, con không chán. Trời, thầy nghe, thầy sắp sửa bước lên cõi trời đâu xuất. Và có ai mà góp ý kiến này ý kiến nọ là thầy trong bụng là thầy không có vui rồi đó. Trong bụng này nghĩ mẹ này nhiều chuyện ớn. Nghe lo nghe thôi, bà đặt bàn luận chi à, nhiều chuyện ghê, phải không? Rồi Phật tử tới khen thầy tốt, đạo đức, thuyết pháp nghe dễ nghe, đi vào lòng con người, rồi sống có tình có nghĩa. Trời, thầy rất là thích những lời nói có cánh. Nhưng mà thầy đâu có nghĩ một ngày kia bão tố nổi lên 100 cái cánh cũng bị sụi, nó cũng bị gãy thôi, phải không quý vị? Chuyện đó bình thường thôi, không có gì hết. Nhưng mình quen, mình thích như thế. Rồi thấy người ta quỳ xuống, người ta cung kính, người ta chắp tay, người ta vái, người ta chào A Di Đà Phật, con chào thầy, con bẩm thầy. Ôi dồi ôi, nghe mình thấy mình sắp lên tòa sen chẳng bằng. Quen cái thói được người ta tân bốc, người ta nâng niu chiều chuộng. Thầy có một cái suy nghĩ rất là khó chịu là các Phật tử quý thầy hay chào xong cái lễ bái thì thầy đều không có đồng ý. Và thầy rất khó chịu với những người mà thầy đã cản rồi mà còn cố lại. Thì lúc đó quý vị biết, có một lần hôm Tết đó, thầy tiếp nhiều Phật tử tới thăm. Thì có một phái đoàn của một vị tôn túc dẫn các vị Phật tử đi tới đông lắm, 500-600 người. Thì các Phật tử gặp thầy cúng dường xong chào hỏi thì có mấy người lễ bái, thầy mới nói thôi đừng có lễ bái. Thì có mấy người cũng cố tình lễ bái, thì thầy mới nói một cái câu là cung kính bất như phụng mạng, tức là kính trọng không có bằng vâng lời, không có bằng nghe lời. Thì mấy Phật tử đó cũng lại làm thầy khó chịu vô cùng. Thầy mới nói quý vị, thầy nói mà không có nghe, không nghe lời thầy thì có lễ bái nó cũng không có phước. Thì cái vị thầy đó mới nói, thầy à, người ta muốn lễ bái thầy cứ để cho người ta lễ bái, còn thọ nhận hay không là chuyện của thầy. Chứ thầy đi cản người ta cố tình người ta làm vậy là thầy sẽ khổ lần thứ hai. Tại vì thầy không thích lễ bái mà người ta cố tình người ta lễ bái là coi như thầy khổ lần thứ hai, là vì thầy thấy người ta không nghe lời thầy. Thôi thì cứ để gì đi, pháp đó là pháp như thị mà. Quý vị biết, khi mà thầy học thập như thị, tức là 10 điều vốn như thế, trong đó có như thị tánh, như thị tướng, như thị nhân, như thị quả. Tức là quả như nhân như thế đưa tới quả như thế, tánh như thế nó sẽ hiện ra tướng như thế. Có cơ hội thầy sẽ trình bày thêm cái thập như thị này, ở đây không có thời gian. Nhưng mà tới lúc cái vị thầy đó nói cái câu đó, thầy mới hiểu ra được pháp vốn là như thế. Bây giờ mình cản người ta là người ta không chịu, người ta cố tình người ta lại, tại vì người ta biểu thị cái lòng tôn kính mà, chứ người ta không nghĩ gì hết. Còn mình thì mình nghĩ, mình ngồi đó mình nhận cái sự lễ bái là mình tổn thọ. Tổn thọ với là khó coi. Quý vị biết thầy cũng đâu có già lắm đâu, thầy còn trẻ chán mà, phải không? Mà tự mặc dù tóc pha xương rồi, mình cũng cứ nói trẻ đi để cho mình tự tin lên, chứ để mình già cái mình không xuống làm sao. Mà ngoài mặt các Phật tử lớn tuổi đáng hàng cha chú cô bác mình 60-70 tuổi lễ bái khó coi.
rất khó coi. Mà thầy cũng sợ chết sớm. Quý vị nghĩ coi, chết giờ nó cũng buồn lắm, phải không? Mình đợi sống vài năm nữa, mình làm một số công chuyện rồi mình chết. Thì thầy mới thấy cái tâm lý mình khó chịu khi người ta lại mà ta không nghe lời mình. Rõ ràng tự mình làm phiền não mình. Trong tự tánh bỗng sinh phiền não chính ở chỗ này. Cho nên đợi tới cái vị tôn túc đó khai thị, thầy mới hiểu ra cái pháp như thị. Nhưng mà chỉ tiếc là mình không có đạt được cái trình độ là đối cảnh vô tâm. Cho nên thấy người ta lễ bái cái mình động tâm. Trong khi cái vị tôn túc đó khai thị là thầy cứ để như thế, chuyện đó chuyện bình thường. Thầy không thọ nhận thì thầy không có tổn phước. Chuyện lễ bái là chuyện của người ta. Cho Phật tử đang muốn lễ bái mà thầy cản là không được. Giống như quý vị đang kiếm cái thùng phước xương mà bỏ tiền á, quý vị thấy không? Mình cản đâu có được. Chỉ có một cách đơn giản là không có thùng thì mình lấy cái thúng ra. Nói tới cái thúng thầy mới nhớ bữa hôm thầy đi giảng ở thiền viện Phước Sơn của Thượng Tọa Bửu Chánh á. Quý vị biết Thượng Tọa cứ mời hoài mà không đi được, bữa hôm mới đi. Giảng xong á, có một cái cảnh tình mà làm cho thầy dở sống dở chết nha quý vị. Ông thầy xứ ngôn đó, ông ôm một cái bình bát, ông lên đặt trên cái bàn thầy, ông mời hết mọi người để tới cúng dường gieo duyên. Trời, thầy mất cỡ gần chết, ta mới giảng xong tiền để cái bình bát. Thầy mới nói sư đem cất cái bình bát đi. Sư để thì kỳ quá. Ông nói không không không, ở đây bình thường cứ để bình bát người ta cúng dường. Thầy nói không, cái bình bát nhỏ lắm, lấy cái thúng nó to hơn. Mà quý vị nghĩ đi, 1000 người mà đi lên cúng dường thì ngồi chỗ thì sượng chiến cả người. Tại sao mình không vượt qua được cái đó? Quý vị thấy toàn bộ do kiến chấp của con người, do quan điểm của con người. Mình quen được chiều chuộng rồi, mình quen được nâng niu, mình quen được người khác, người ta đưa mình lên đỉnh cao rồi, bây giờ hạ xuống không có được. Đây là một cạm bẫy lớn. Tất cả công đức của mình sẽ tiêu tan từ cạm bẫy này, từ một cái chiếc bẫy thảm nhung này. Quý vị đã đọc kinh Pháp Bảo Đàn chưa? Đọc chưa? Trong đây ai đọc kinh Pháp Bảo Đàn rồi giơ tay thầy coi. Có ai đọc hết à? Có hai cánh tay vươn lên cái thụt xuống. Trong đó có một nhân vật rất là đặc biệt, tên là Pháp Đạt. Cô nhớ không? Tao đứng dậy nói cho thầy nghe, ngài Pháp Đạt có công hạnh gì? Mời cô. Rồi, quên hết rồi. Đọc mấy lần rồi? Đọc lâu quá rồi quên hả? Mà đọc mấy lần? Đứng lên, đứng lên. Mình người Sài Gòn mà. Cô đọc mấy lần rồi? Có đọc và đọc có một lần rồi phải không? Cô không nhớ nữa, chỉ nhớ cái tên Kinh Pháp Bảo Đàn thôi hả? Đúng rồi, chính xác. Cho cô này một tràng vỗ tay đi. Trời, đọc một lần mà đọc lâu rồi mà còn nhớ ghê vậy hả? Thưa quý vị, Kinh Pháp Bảo Đàn, đây là một bộ kinh không phải của Phật nói, nhưng của Tổ nói. Đó là Ngài Huệ Năng, người mệnh danh là được truyền thừa y bát cuối cùng từ thời Đức Phật truyền đầu tiên cho Tổ Ca Diếp ở Ấn Độ cho tới Ngài là người thứ 33. Tới đó là dừng lại, không truyền y bát nữa. Thì Ngài Huệ Năng là người không biết chữ, nhưng mà tới cầu Pháp học đạo với lại Ngài Hoằng Nhẫn ngộ đạo và được truyền y bát chưa khi Ngài chưa xuất gia. Tức là còn hình tướng của một nam cư sĩ, mà Ngài Hoằng Nhẫn đã chính thức chấp nhận cho vị này đã là ngộ Phật tâm tông, hiểu được tôn chỉ của Phật và chính thức truyền y bát cho người đó làm tổ tiếp theo. Chưa có xuất gia, chỉ mới là cư sĩ thôi đó quý vị, thấy ghê gớm không? Không, ở đây 1000 người, hơn 1000 người, biết đâu trong này có nhiều thánh nhân. Thì sau khi Ngài Huệ Năng chính thức được truyền thừa y bát và mở đạo tràng để hoằng hóa, thì hôm nọ có một hành giả tên là Pháp Đạt
đi tới để mà tham kiến lục tổ Huệ Năng. Thì ngài Pháp Đạt này khi đi tới đảnh lễ ngài Huệ Năng đã học đạo, thì cúi đầu xuống lại không sát đất. Ngài Huệ Năng thấy và biết được rằng đây là một bậc tăng tài, nhưng mà bị kẹt ở ngạo mạn, cố chấp. Thì khi mà thoáng nhìn thấy Pháp Đạt đảnh lễ không có sát đất như thế, lục tổ Huệ Năng mới hỏi: chẳng hay thầy thường ngày làm cái gì? Thì ngài Pháp Đạt mới nói: tôi tụng kinh Pháp Hoa. Tổ Huệ Năng mới hỏi: cho thầy tụng được bao nhiêu bộ? Thì ngài Pháp Đạt mới nói là: tôi tụng được 3.000 bộ Pháp Hoa. Trong khi tôn giả ngài Huệ Năng là không biết chữ, sao tụng kinh, phải không? Cho nên ông này ông tới ông khoe ông tụng kinh 3.000 bộ. Điều đó có ý gì đối với tổ? Mà quý vị biết ngài Pháp Đạt vô chùa năm 7 tuổi, có trí tuệ tuyệt vời, có cái sự cần mẫn tu tập, không ai chê được hết. Quý vị tính đi, một ngày mình tụng một bộ Pháp Hoa đi, gồm có 7 quyển 28 phẩm. Bây giờ là có đạo tràng Pháp Hoa lâu lâu tổ chức, quý vị thấy đạo tràng các chùa tụng một ngày là một bộ từ sáng tới chiều. Bây giờ cho một ngày tụng một bộ mà tụng 3.000 bộ thì quý vị nghĩ xem là tụng bao nhiêu năm? Có phải 10 năm không? Hơn 10 năm. Tức là phải 10 năm mới tụng hết được 3.000 bộ Pháp Hoa. Thì ngài Pháp Đạt này tụng liên tục 10 năm thì kinh nào không thuộc. Chúng ta chỉ làm một bài toán nhẩm thôi, chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng ngài Pháp Đạt này đã thuộc lòng kinh Pháp Hoa và thực hành theo tôn chỉ Pháp Hoa Tông. Mà quý vị biết kinh Pháp Hoa là kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa, trong đó Đức Phật nói về Nhất Thừa Giáo, hay còn gọi là Tối Thượng Thừa, để khai thị cho tất cả những ai học Phật muốn mở cái tâm rộng lớn ra để tu tập, vừa làm lợi ích mình vừa làm lợi ích cho người khác. Đó mới gọi là diệu pháp. Pháp vi diệu thực ra không phải là pháp cao siêu, mà là pháp đó nó phù hợp với lại đời sống, trình độ, tập quán của con người, giúp cho con người mỗi ngày vơi đi phiền não khi thực tập, trong đó có lợi ích của bản thân mình, gọi là vi diệu pháp. Chúng ta cứ lầm tưởng là pháp gì đó nó cao siêu. Thí dụ như niệm Phật chơi nhà quê, giờ ngồi thiền cho nó sang. Nó ngồi thiền mới kiến tánh, mới minh tâm, mới ngộ đạo. Nhiều khi chỉ thẳng lòng người, thấy tánh thành Phật. Truyền giáo ngoài kinh điển chẳng lập văn tự. Tôn chỉ lớn vậy đó. Tức là giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, chân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó là tôn chỉ của người tu thiền. Mình nhiều khi mình cho cái pháp đó là pháp cao siêu. Thực ra không có pháp cao siêu, mà pháp nào nó phù hợp với căn cơ, với trình độ, với tập quán, với nhận thức của con người, và con người thực tập được an lạc, gọi là vi diệu pháp. Mình chỉ so sánh đơn giản như thế này, thưa quý vị. Thức ăn, hễ thức ăn nào hợp khẩu vị, thức ăn đó ngon nhất, phải không? Chứ đâu có đợi tới là sơn hào hải vị đâu. Thuốc cũng thế thôi, đâu phải đợi tới thuốc đặc trị ung thư mới là thuốc tốt đâu, phải không? Thuốc nào mà nó trị đúng bệnh là thuốc đó gọi là thuốc tốt. Pháp của Đức Phật cũng thế. Pháp môn phù hợp với căn cơ của con người, với nhận thức của con người, và con người từng bước tìm được sự an lạc khi thực tập, đó mới chính là pháp tối thượng. Thì kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh nói về vấn đề này. Thầy nghĩ mấy đứa con đi qua đây bắt cái ghế ngồi bên đây nè, hoặc là ngồi ở đây mà thấy thầy chứ để ngồi đó cái bị cái vách che cái chồm chồm hoài. Không, cô ngoài sau thấy rồi, còn mấy vị ngoài trước nè, thầy thấy cứ chồm qua chồm lại hoài, nhìn thầy thầy thấy tội nghiệp. Để mai mốt đề nghị bắt thêm cái màn ảnh ở ngoài đó nữa.
Mà quý vị biết không, ngày hôm qua đó khi thầy đi công chuyện nhiều đó, thầy trên xe thầy mới có dịp thầy coi nhiều cái băng đĩa, thầy mới thấy đó, ở ngoài thầy tàn tạ dễ sợ mà lên hình ăn ảnh dễ sợ nha. Đã như vậy rồi, mấy chú đệ tử trong chùa nói sao bữa nay con thấy sư phụ đẹp lạ lùng. Thầy mới nói mày có cần nói vậy không con. Người ta đang photoshop đó, người ta đang tút lên. Xin phép được trở lại vấn đề về giai thoại của Ngài Pháp Đạt và Lục Tổ Huệ Năng. Thưa đại chúng, tụng kinh đến 3.000 lượt bộ Pháp qua, thì suốt 10 năm như thế, đây là một cái công trình tu tập có thể nói hết sức quan trọng đối với một con người. Mình tu nhiều khi buổi sáng, buổi chiều mình chán rồi. Nhiều khi mình tu một tháng này, cái tháng sau là mình muốn goodbye đạo tràng rồi. Phải không? Đối với lại sự phát tâm tu tập của chúng ta, chúng ta rất dễ nản lòng. Nhất là đối với những pháp môn mà nó không phù hợp, hoặc là chúng ta tới đạo tràng nó không thuận ý với mình, hoặc giả là cái vị giáo thọ dạy mình nó cũng không có hợp, cho nên chúng ta dễ nản lắm. Có nhiều Phật tử mới nói với nhau rằng đó, thầy nghe đó, là họ chê trách cái vị kia là cứ đi vòng vòng tu hết đạo tràng này, mấy bữa cái đi qua đạo tràng khác. Thầy nó không có nên, tại vì người ta không tìm được pháp lạc. Tức là tu pháp môn đó ta không an lạc, hoặc giả là ta đón nhận cái sự giáo huấn của cái vị thầy đó ta không an lạc. Thật tình nó không phải vì sư phụ của mình mà dạy mình được an lạc đâu, chưa hẳn đó. Mặc dù mình có nhân duyên mình tới mình quy y với lại cái vị sư phụ đó, thì cái vị thầy dìu dắt mình vào cửa đạo rất quan trọng, nhưng mà cái vị giáo thọ dạy mình tu tập nó cũng quan trọng không kém. Thì mình tu học với thầy này không được thì tu học với thầy khác có gì đâu mà phải đi rầy, đi mắng vốn và đi khiếu nại tùm lum như thế, thì nó không có nên. Nhưng mà sự thật mình phải nhìn vào cái tâm tham dục của mình nhiều, cho nên chúng ta không có an trú được trong các pháp môn tu tập. Thì quý vị thử nghĩ xem, 10 năm tụng kinh Pháp Hoa liên tục như thế, có thể nói rằng đây là một cái sự phát tâm hết sức chí thành chí thiết. Nếu không có cái tâm tha thiết như thế sẽ không có tụng kinh bền bỉ. Mình tụng chú Đại Bi thôi, xin lỗi, chứ bữa nay tụng ba biến chứ ngày mai mệt tụng biến à, Phật thông cảm đi. Phải không? Bữa nay vui vẻ con tụng bù bảy biến chứ ngày hôm qua con gây lộn với ổng mà con tụng nổi, con bực mình quá. Chính mình đây nè, mình tu tập mình con không giữ được cái căn bản thời khóa, thì quý vị sẽ thông cảm được cái và hiểu được cái tâm của Ngài Pháp Đạt khi xuyên suốt tụng 3.000 bộ Pháp Hoa trong 10 năm. Cái tâm chí thành chí kính nó có, và điều này chúng ta dám khẳng định rằng Pháp hỷ có. Tức là Ngài cũng tìm được sự an lạc cho nên Ngài mới thực tập. Thí dụ mình ăn chay đi, mình ăn chay trường được là khi mình có sự an lạc khi mình ăn chay. Chứ còn không ăn lạc, ăn buổi sáng hay buổi chiều Phật ngủ. Hoặc là ăn bữa nay ngày mai nghỉ, ngày mai đám cưới rồi, ngày mốt ăn bù. Cái hỷ lạc nó quan trọng như thế. Cho nên chúng ta phải công nhận một điều, đó là Ngài Pháp Đạt có sở đắc trong khi tu tập làm hành giả của Pháp Hoa Tông. Chính vì lẽ đó, Ngài Pháp Đạt có quyền tự hào rằng mình xuất gia năm 7 tuổi, trải qua bao nhiêu công phu bái sám, tọa thiền, tu tập và đặc biệt tụng suốt 10 năm kinh Pháp Hoa 3.000 bộ. Cho nên tất cả những chuyện khác không cần thiết nữa. Thái độ của Ngài đảnh lễ Tổ Huệ Năng, đó là câu trả lời cho chúng ta thấy được rằng cái lòng tự mãn của Ngài. Cho nên khiến cho Ngài khi tới lễ bái Tổ, tham kiến Tổ, nó không có đúng nghĩa. Và Tổ nhận ra được điều này, mình mới thấy được đúng là bậc Tổ. Khi nhận ra được điều đó cho nên Tổ mới tìm cách khai thị cho Ngài Pháp Đạt. Bữa hôm ở chùa Minh Đạo, thầy có trình bày với lại quý vị, có những người nào đi nghe đó, về một vị Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa, đó là Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thì mình so sánh với lại Ngài Pháp Đạt này, Thường Bất Khinh Bồ Tát là một vị Bồ Tát gặp bất kỳ ai cũng chắp tay lại
lễ bái, kèm theo một câu nói: tôi không dám khinh Ngài, Ngài là một vị Phật của tương lai. Bất kỳ gặp tỳ kheo, tỳ kheo ni, gặp nam nữ cư sĩ, Ngài đều cung kính như thế. Ai mắng chửi chỉ trích Ngài, Ngài cũng kiên nhẫn. Mắng chửi Ngài, Ngài nghe. Còn đánh Ngài, Ngài tránh. Ném đá, ném gạch Ngài thì Ngài trốn. Ngài cũng nói một câu như thế để khai thị cho người khác hãy sống với lại chất Phật ở trong lòng của mình, và cũng tự nhắc nhở mình. Hình ảnh của Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát là một cái vị tu tập khiêm tốn, nhu nhuyễn và mềm mỏng bao nhiêu, thì bây giờ chúng ta so sánh thấy Ngài Pháp Đạt là kiêu hãnh, ngạo mạn bấy nhiêu. Mà Ngài Pháp Đạt làm sao so sánh được với lại Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát? Trong khi Ngài Pháp Đạt là tụng kinh Pháp Hoa 10 năm mà không thâm nhập được hình ảnh của vị Bồ Tát Thường Bất Khinh ở phẩm thứ 20, mà lại khoe với lại Lục Tổ Huệ Năng rằng tôi tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Hai hình ảnh này hoàn toàn đối ngược với nhau. Thì quý vị nghĩ xem, khi chúng ta thọ trì kinh điển, chúng ta học Phật, chúng ta có được một chút sở đắc, chúng ta như thế nào? Ở đây Thầy chỉ nêu ra như thế để quý vị có một cái khái niệm về cái vấn đề, cái sự khiêm tốn, chứ không phải là Thầy chỉ trích Ngài Pháp Đạt. Tại vì Ngài Pháp Đạt cũng là một vị tổ. Trong cái buổi diện kiến đó, những khoảnh khắc rất là ngắn ngủi nha quý vị, trong chốc lát thôi, Tổ Huệ Năng đã khai thị cho Ngài Pháp Đạt. Ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn ghi rõ, sau cái buổi đối thoại đó thì Ngài Pháp Đạt hiểu được tôn chỉ của Ngài Lục Tổ dạy dỗ, cho nên khai mở được tâm trí, và sau trở thành một bậc danh tăng hoằng hóa giáo pháp của Tổ, của Phật, mà bước qua được ngã chấp ngạo mạn của mình. Liệu chúng ta có thể sánh được với Ngài Pháp Đạt nghe khai thị một câu tâm mở ra rộng ràng không? Mình là không có bằng, không cách nào mình bằng. Xin lỗi, ông sư phụ ngồi kế bên đó, ông cản mình nhiều khi còn chưa được nữa kìa. Mình còn sân si, còn ham hố đủ thứ, mình còn ngạo mạn tùm lum tùm la hết. Thưa quý vị, thầy trò mình đây không có ai năng lực tu tập bằng với Ngài Pháp Đạt hết, chắc chắn. Thế mà Ngài Pháp Đạt vẫn còn bị vướng kẹt. Nhưng mai nhờ Lục Tổ Huệ Năng khai thị cho, cho nên Ngài Pháp Đạt trở thành Pháp Khí Đại Thừa, trở thành bậc danh tăng đương thời. Còn mình, ai là người khai thị cho mình? Không có ai khai thị kịp thời cho mình hết. Cho nên tha hồ mà bước trên thảm nhung của ngạo mạn, của ngã chấp. Vấn đề ở đây tức là chúng ta có tâm tha thiết tu tập, chúng ta có được một cái sức mạnh từ nội tâm, đó là muốn tu tập hết sức mãnh liệt, mà có khi chúng ta còn rơi vào trong cái sự vọng tưởng điên đảo. Cho nên đọc Kinh Pháp Bảo Đàn mà thấy Ngài Pháp Đạt lại Phật không, xin lỗi, lại Tổ mà không có sát đất, chúng ta nhận ra sự thiếu sót của Ngài. Nhưng mình có đủ sự dũng cảm để nhận ra cái thiếu sót của mình không? Đây mới là vấn đề quan trọng của thầy trò mình thời hiện đại. Mình có đủ bản lĩnh để mình nhìn ra được cái ngạo mạn của mình, cái cố chấp, cái tham chấp của mình, cái ngã chấp của mình không? Có đủ bản lĩnh không? Có ai nhắc nhở cái thôi, cái mặt của mình nó đổi màu liền. Đảm bảo nó thầy thôi, ai mà tới nói trời ơi ông thầy tiện đủ nhiều chuyện để ớn. Thầy để ý rồi đó. Thầy để ý cô bà này, bà ở đâu tới, con cái nhà ai, đệ tử của ai, mà tại sao ăn nói không biết trời biết đất gì hết vậy ta? Nó có biết chỗ này là chốn nào không? Nơi đây từng gọi là ngọa hổ tàng long, đến được chứ đi không được nghe con. Mình phải giáo huấn cho bà một bài học chứ, lôi nhôi quá đâu có được, phải không quý vị? Xin thưa với đại chúng,
chúng ta có chiêm nghiệm, chúng ta mới thấy được cái năng lực tu tập của mình nó còn kém. Ở đây mình học Phật đều già hết, không có ai giống như Ngài Pháp Đạt 7 tuổi xuất gia. Và đọc tụng kinh Pháp Hoa, ở trong đây có ai tụng 10 năm 3.000 bộ chưa? Có không? Thầy nghĩ chắc hiếm lắm. Thế bây giờ mình nói không thì mình cũng đâu có biết, có nhiều người mặc hạnh người ta tu, người ta đâu có vỗ ngực xưng tên. Chỉ có mình á, ăn chay có mấy bữa cả khu phố đều biết. Đó. Đầu năm đi thập tự có một lần thôi mà trời ơi, cả cái phường nó đều biết. Ghê gớm vậy đó. Cho nên thỉnh thoảng đó, thầy đề nghị quý vị là chúng ta nên soi rọi lại cái hành động của mình qua hình ảnh của Ngài Pháp Đạt, để tự răn nhắc và tự cảnh tỉnh lấy mình kịp thời. Chứ nếu không, chúng ta sẽ rơi vào cạm bẫy của tiếng khen và mình sẽ không có lối thoát. Sự nhận thức chân thật về bản ngã không phải là điều mà ai cũng có thể nhanh chóng thấy rõ và đạt được đâu quý vị. Có thể biết, nhưng mà chúng ta không đủ bản lĩnh để vượt qua. Chính bản thân thầy thôi, nhiều Phật tử khen quá, cái thầy quen rồi, thầy quen nghe những tiếng khen rồi, lâu lâu có ai chê cái tự nhiên cái mình nghe thấy nó hơi sốc. Giống như mình được ăn ngon quen rồi, mình ngủ ở phòng mát quen rồi, tự nhiên có một ngày đó cúp điện, máy điều hòa bật không được, quý vị thấy ngợp không? Cái cảm giác của mình với ngã chấp nó cũng giống y như chúng ta quen sống ở trong cái môi trường máy điều hòa bây giờ nó bị hỏng, y chang vậy không khác. Con người ta ai cũng thích được khen, nhưng mình làm sao phải tỉnh cho được ngay lúc tiếng khen đó để đừng bao giờ bước chân xa hơn nữa. Liệu mình có xứng đáng với tiếng khen đó không? Sau khi nhận tiếng khen đó chúng ta phải làm gì? Đừng có nói sáo rỗng giống như mấy cái gì mà đoạt những cái giải thưởng cao đó. Thầy thấy họ phát biểu trên báo, trên đài đồ, trời, những cái lời nói thầy thấy ghê gớm thiệt. Em sẽ làm thế này, sẽ làm thế kia để phục vụ nhân sinh, để làm lợi ích cho xã hội. Trời, buông ra bả cũng bình thường thôi. Phục vụ cái gì cũng chửi lộn, cũng gây lộn, cũng sống đầy tham dục. Mình đơn giản thôi, ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay, tốt hơn về đạo đức, tốt hơn về nhân cách, chậm hết. Đừng có đòi làm Phật, nghe ghê lắm. Nó niệm Phật dạy ba câu mong được giảng sanh, từ từ, đừng có gấp, gấp chạy té dập mặt chết con. Hễ niệm Phật là nhân thì đưa tới cái quả là gì? Là hằng sống với Phật, hay là cùng sống với Phật, hòa nhập vào cảnh giới của Phật, đó gọi là vãng sanh. Khỏi cần đòi hỏi, khỏi cần điêu nêu ra gì nữa hết. Ăn cơm là nhân, no bụng là quả. Không có ai rảnh đâu mà vừa ăn cơm vừa cầu cho no, phải không? Vừa ăn cơm mà cầu cho no, nói theo dân gian tức là làm việc dùi bu. Nói này hơi trắng trợn, nói này hơi mạnh mẽ, nó thừa. Làm cái chuyện đó nó thừa là tâm mình nó vô tình, nó mất đi cái sự an trú trong hiện tại, mất đi cái khả năng của sự định tĩnh. Đây là kẻ hở cho chúng ta tu tập nhiều mà không đạt kết quả. Nhiều người cứ thắc mắc là con tu hoài mà sao con không được an lạc, là tại vì mình có quá nhiều kẻ hở, quý vị thấy không? Một cái lỗ nhỏ thôi nó sẽ đắm thuyền, giọt nước nhỏ một đêm nó sẽ đầy một xô to. Chúng ta không để ý là do chúng ta đánh mất đi giây phút hiện tại của cái sự định tĩnh. Mà yếu tố để đạt tới sự giác ngộ là định. Yếu tố mà đưa chúng ta đi tới giảng sanh là gì? Cũng định. Nhất tâm bất loạn cũng là định. Mà bây giờ mình đòi giảng sanh mà mình không có định thì mình giảng sanh là mình đi đâu? Đi tới cảnh giới nào? Xin lỗi, đi tới chỗ cảnh giới Phật đó rồi quậy tưng bừng qua lá đó, Phật cũng bỏ của chạy luôn à. Ai dám đón mình tới đó, phải không? Ít nhất mình cũng hiền lương, mình cũng đạo đức, mình cũng dễ thương chút. Đằng này vừa chảnh chẽ, vừa điệu hạnh, vừa nhiều chuyện, vừa bà tám nữa. Ai dám rước? Trời ơi, xin lỗi, mấy quỷ kia nó còn né, đừng nói Phật. Thầy nói trắng trợn vậy luôn. Mà có nhiều Phật tử cứ nói là thầy cứ chì chiết tụi con.
thầy không có dạy tụi con kỹ mà thầy cứ nói thế cứ rầy la tụi con hoài. Thầy mới nói là quý vị tu mà không có để ý, cứ đòi cái kết quả không mà không thấy cái pháp hành của mình, cho nên vô tình mình tu lâu mà mình không được kết quả là như thế, đó là do công hạnh nó không có tương ưng với nhau, tức là cái sự gia công tu tập và cái hạnh nguyện của mình nó không có tương xứng. Muốn thì muốn thành Phật thành tổ không à, mà làm thì toàn là làm chuyện chúng sanh, thì thử hỏi làm sao thành Phật được, phải không quý vị? Cái đó ở trong Đại Thừa Khởi Tín Luận nói rằng nấu cát mà mong thành cơm. Tổ Tát Mã Minh nói rất là rõ, đổ cát vào nồi nấu mà mong thành cơm sao được, không thể được. Cho nên ở đây thầy chỉ mong quý vị làm sao chúng ta phải tỉnh giác ngay lúc đón nhận tiếng khen của người khác. Ai không thích tiếng khen, mình nấu ăn mệt gần chết, ăn xong mình hỏi ăn được không anh? Được. Vậy chứ ai ăn không được, mà tự nhiên trả lời được. Mục đích của mình hỏi ăn được hay không, tức là ngon hay dở, mà ông này không biết trả lời, ông này ăn được. Thế là bà vợ bà giận, mai mốt tôi mua cơm hộp cho ông, coi ông ăn cũng được à, khỏi nấu. Ý của bà là muốn ông khen ngon đó, mà bữa nào mà không khen ngon thì giận, thì buồn. Mai một bộ đồ mà về mà bận mà đi ra, ông chồng ông khen, ông chê nữa, tự nhiên cũng buồn. Đó, đi đâu thấy cái gì lạ lạ mua về cho ổng, ổng cũng không thèm ngó ngàng tới, cũng không thèm nói tiếng nào, không quan tâm tới, cũng buồn. Quý vị thấy không? Rất là thực tế. Trong cái cuộc sống này, thầy thấy có nhiều Phật tử gửi đồ tới tặng cho thầy cái này cái kia, thực sự thầy lu bu quá, quý vị biết, thầy không có nhớ để thầy cảm ơn, lâu lâu nhắc. Sư phụ, con gửi cái đó sư phụ nhận được chưa? Xin lỗi, dù khi thầy cũng không nhớ, thầy nói để nhớ lại, coi để nhớ lại. Thấy không, con biết mà, có quá nhiều người lo cho sư phụ mà, cho nên con đâu có là cái gì đâu. Trời đất quỷ thần ơi, nói kiểu đó người ngoài ta nghe, người ta đánh giá ông thầy ra cái gì, phải không? Ta đánh giá ông thầy là gì, mình đi cúng dường thì mình có phước thôi. Nó còn cái chuyện mà thọ nhận này, chuyện đức của ông thầy đằng này không, phải muốn ông thầy phải có một cái lời gì đó cảm ơn, hoặc giả là để ý tới món quà của mình con có tốt không. Tới khi mà chưa có nghe gì thì bắt đầu cái cho rằng mình là một hạt cát trong sa mạc. Rồi thầy nói là hạt cát cũng là ngon chứ, là hạt bụi cái nó còn nhỏ hơn nữa kìa. Khổ ghê lắm quý vị. Bây giờ thầy mới thấy đời thầy nó khổ, khổ trăm chiều. Ước gì 3 chấm thầy kể cho quý vị nghe một câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này được ghi lại trong cái lời tựa của bộ Từ Bi Thủy Sám. Quý vị đã đọc cái bộ đã sám hối theo cái Từ Bi Thủy Sám chưa? Chắc thầy nghĩ chắc có một số người đã thực hành. Từ Bi Thủy Sám là một bộ sám pháp do chính Ngộ Đạt Quốc Sư chấp bút soạn ra. Sở dĩ ngài soạn ra cái bộ sám pháp này chính là ngài phát tâm hối lỗi và nhận ra cái sự ngạo mạn của mình để dẫn tới hậu quả khôn lường là lâm nạn, và được sự khai thị của các vị tổ sư La Hán, cho nên ngài mới thoát nạn và sám hối. Sau đó ngài mới soạn lại thành cái bộ sám pháp này ngày nay chúng ta thực tập theo. Thì trong cái lời tựa ghi rất là rõ, Quốc Sư Ngộ Đạt là một bậc danh tăng đời nhà Đường của Trung Hoa. Đặc biệt ngài được cả hai đức vua, đó là vua Đường Ý Tông và Đường Hy Tông, tôn làm quốc sư. Điều này hiếm có trong lịch sử Thiền Tông. Thường chỉ một triều đại thôi, một vị vua tôn xưng một vị đó quốc sư thôi, qua triều đại khác là có vị quốc sư khác rồi. Nhưng mà ngài Ngộ Đạt là một vị đặc biệt như thế. Vào chùa từ nhỏ và được mệnh danh là cái người lão thông tam tạng kinh điển khi còn là sa di. Thuyết pháp kinh Niết Bàn mới có mười mấy tuổi thôi, một chú sa di mười mấy tuổi thuyết kinh đại Niết Bàn mà các vị đại sa môn phải ngồi im lặng nghe mà rất là đông. Cho nên Lý Thượng Ẩn mới làm một bài thơ tặng ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là Sa Di Thuyết Pháp Sa Môn Tính Bất Tại Niên Cao Tại Tánh Linh. Tức là Sa Di nói pháp,
Sa môn cũng nghe. Sa di tức là mấy chú tiểu đó. Sa môn là các thầy lớn. Không ở tuổi cao mà ở cái tâm giác ngộ của con người. Khen ngợi Ngài Ngộ Đạt như thế. Cho nên được vua Đường Hy Tông, Đường Hy Tông rất là tôn trọng, phong Ngài làm quốc sư. Thì Ngài Ngộ Đạt, quốc sư này khi còn nhỏ đó, thì Ngài có chăm sóc một cái người bị bệnh, bệnh ghẻ lở, hôi hám lắm, không ai chăm sóc. Thì Ngài Ngộ Đạt mới chăm sóc cho cái người đó hết bệnh. Thì trước khi chia tay, thì cái người bị bệnh đó mới dặn Ngài Ngộ Đạt quốc sư nè, là khi nào mà gặp cái hoàn cảnh đau khổ đó, thì hãy tìm tới cái vùng Tứ Xuyên, nơi đó có một cái vùng đất tên là Bành Châu. Và ở trong đất Bành Châu đó, nó có một cái núi tên là Cửu Lũng. Tới cái ngọn núi Cửu Lũng đó tìm tôi. Thì câu chuyện đó là câu chuyện của quá khứ, của cái thời mà Ngài Ngộ Đạt còn trẻ. Nhưng mà từ khi bước chân tới chốn đế đô rồi, được vua Đường Ý Tông với Đường Hy Tông tôn trọng, cung kính và phong làm quốc sư, thì Ngài Ngộ Đạt sống khác hơn, khác bình thường. Tại vì thầy của vua mà, cho nên nhất phẩm triều đình gặp quốc sư cũng phải thi lễ nha quý vị. Vua còn phải thi lễ mà, gặp quốc sư là phải thi lễ. Các đại thần dám nhúc nhích không? Quốc sư mà, thầy của vua mà. Cho nên thời gian sau, Ngài Ngộ Đạt quốc sư thật sự là một vị uyên bác về kinh điển, hiểu được những nghĩa sâu xa trong kinh điển. Có thể nói công hạnh của Ngài Ngộ Đạt rất là cao, ai cũng kính trọng. Thì trong một cái buổi pháp hội nọ, vua mới thỉnh Ngài quốc sư vào trong cung để thuyết pháp. Pháp hội đó có mặt đầy đủ của hoàng thân quốc thích và đại thần. Thì trên pháp tòa đó, vua mới bày ra một cái pháp tòa rất là đẹp bằng trầm hương. Quý vị nghĩ đi, trầm hương mà kết làm pháp tòa thì nó quý tới cỡ nào để mà cúng dường cho Ngài Ngộ Đạt quốc sư. Nơi đó mới xứng đáng. Thì khi Ngài Ngộ Đạt quốc sư bước lên pháp tòa trầm hương đó để mà thuyết pháp, thì Ngài Ngộ Đạt quốc sư mới cảm thấy thích cái pháp tòa này và cho rằng mình xứng đáng được nhận sự cúng dường này. Vua cung kính, đại thần cung kính, toàn dân của quốc gia này cung kính. Cho nên cái pháp tòa này bằng trầm hương hay bằng lưu ly pha lê, mã não san hô, hổ phách, diamond đi chăng nữa, tức là kim cương đi chăng nữa cũng xứng đáng. Thầy đang lúc thuyết pháp mà khởi lên cái tâm mến, thích, bỗng dưng Ngài bị say sẩm liền. Ngay lúc trên pháp tòa say sẩm. Thì ở trong sử ghi là Ngài bị choáng, tức là bị ngất, bị chóng mặt. Thì sau đó thì đưa Ngài vào trong để nghỉ. Thì Ngài tỉnh lại, thì bất giác ở trên cái chân của Ngài, cái đùi của Ngài nó nổi lên một cái mục. Bắt đầu cái mục đó nó lở ra, nó làm độc rất là nhanh. Chắc là bị mạch lương. Tại sao quý vị cười? Cái đó thầy thêm vô quý vị phát hiện ra đúng không? Thì nó hình thành một cái mục ghẻ lở, hành hạ Ngài đau đớn suốt ngày đêm. Những danh y lúc bấy giờ ở khắp các nơi dưới chiếu chỉ của nhà vua đó là triệu vào trong kinh để chăm sóc cho quốc sư, vẫn không hết. Một ghẻ càng ngày càng lở ra, càng khuyết sâu vào. Và đặc biệt cái một ghẻ đó có cái hình mặt người. Trên cái một ghẻ nó có những cái chỗ lở, nó có cái hình y như cái mặt của con người. Đau đớn suốt ngày đêm, Ngài Ngộ Đạt không chịu nổi.
tất cả các danh y, các ngự y đều bó tay không chữa trị được. Thì Ngài Ngộ Đạt mới buồn, buồn cho thân phận của một quốc sư. Còn trẻ mà, danh vọng cao tột, được cả hai vị vua tôn trọng, cả quốc dân này cũng tôn trọng, mà bây giờ chẳng lẽ chết vì cái một ghẻ sao? Đau đớn quá. Cho nên Ngài rất là buồn. Thì một đêm nọ, trong lúc Ngài tĩnh tâm, thì Ngài lại nghe cái tiếng nhắc là hãy đến Cửu Lũng. Thì Ngài chợt nhớ tới cái lời dặn của một cái vị tăng mà bị bệnh ngày xưa, ghẻ lỡ mà Ngài chăm sóc lúc Ngài còn nhỏ đó, mới nhớ tới cái địa danh Cửu Lũng ở đất Bành Châu, xứ Tứ Xuyên của Trung Quốc. Cho nên Ngài mới xin phép nhà vua được đi tới đó, với lý do là đi ẩn tu dưỡng bệnh. Vua đồng ý, mà vua lo lắm, tại vì quốc sư mà. Vua mới nói là trẫm rất là lo, không biết quốc sư đi như thế đường xa có nổi không, đường từ kinh đô về tới Tứ Xuyên nó xa xôi dịu dời, để trẫm lo cho hành trình này, cử người để mà hộ tống quốc sư đi tới đó. Thì Ngài Ngộ Đạt từ chối. Ngài Ngộ Đạt từ chối tự đi tới đó. Thì cuối cùng đi tìm được núi Cửu Lũng là cả một vấn đề. Quý vị biết thì thời xưa cách đây cả ngàn năm mà đường xá đâu có thuận tiện, mà Trung Quốc là núi non hiểm trở. Bây giờ mình ra miền Trung thôi, mình len lỏi vô cho mấy cái núi đó cũng mấy tháng trời, mình đi cũng chưa ra. Này Ngài tự mài mò tìm tới, mà thân bệnh hoạn một ghẻ càng ngày càng hành hạ, đau đớn nhức nhói. Quý vị theo nổi một cái mục mụn thôi, chúng ta cũng nhức nữa, đừng nói chỉ tới một ghẻ, một u, một nhọt đó. Ngài đi tìm tới núi Cửu Lũng. Thì tới cái chân núi đó, Ngài đi lên trên núi thì tìm ra được một cái khu đó nó rất là nhẹ nhàng. Thì Ngài chợt dừng chân lại bên một cái dòng suối đó để nghỉ mệt. Thì lúc bấy giờ khi ngồi xuống nghỉ mệt thì lại nghe tiếng nói xin chào Ngài. Quay lại thì đúng là cái vị tăng ngày xưa, mà nói tôi đã chờ ông bấy lâu nay. Tức là cái vị tăng đó là chờ Ngài Ngộ Đạt này lâu rồi. Ngài Ngộ Đạt không cần phải nói gì nữa, vị tăng là biết hết rồi. Thôi được rồi, vào đây. Thế là cái vị tăng đó mới dẫn Ngài Ngộ Đạt đi xuống cái suối đó tắm. Đi xuống suối đó tắm đó. Tắm rồi mới tâm tình mới nói với nhau nghe. Thực chất là để khai thị cho Ngài Ngộ Đạt thấy được cái tâm ngọt ngạo mạn của mình, và nói cho Ngài biết rõ rằng cái mục ghẻ này là sự trả thù. Một cái sự trả thù. Tức là 10 kiếp trước Ngộ Đạt quốc sư là một võ tướng, đã giết chết một tướng sói của bên địch trên chiến trường, tên là Triệu Thố. Và cái vị tướng đó đó mang cái tâm hận thù đi theo báo thù Ngài Ngộ Đạt suốt 10 đời. Nhưng mà không được, tại vì sau cái chiến trận đó rồi thì Ngài Ngộ Đạt đã xuất gia để tu tập, và suốt 10 đời xuất gia đều làm bậc cao tăng. Cho nên Triệu Thố theo báo thù không được. Nhưng mà đến hôm nay tu tập cũng là cao tăng, nhưng chỉ khởi lên một cái tâm niệm ngạo mạn khi ngồi trên pháp tòa trầm hương. Đó chính là kẻ hở Triệu Thố mới báo thù được, chính ở cái tâm ngạo mạn, tâm tham dục. Cho nên một ghẻ đó là một ghẻ mặt người đó, là của Triệu Thố. Thì thưa quý vị, vị tăng đó mới dạy cho Ngài cái pháp môn sám hối, và dùng cái nước suối đó tắm để mà rửa cái mục ghẻ mỗi ngày. Thì cái ngày đầu tiên nhất mà tới mà gặp cái vị tăng này xuống mới phát cái nước đó lên để mà rửa đó. Thì chính cái mục ghẻ đó phát ra cái tiếng nói, trong cái mục ghẻ đó phát ra cái âm thanh nhắc lại cái trận chiến năm xưa mà Ngài Ngộ Đạt đã giết Triệu Thố như thế nào. Nhờ nơi cái định lực của vị tăng này, Triệu Thố nhớ lại, xin lỗi, Ngài Ngộ Đạt mới nhớ lại tiền kiếp của mình.
mới biết được cái mối quan thù đó nó kéo dài trải qua 10 đời. Nhờ sự tu tập nghiêm cẩn, giữ gìn đức hạnh, không sụp bẫy bởi những thảm nhung, cho nên Ngài Ngộ Đạt vượt qua. Nhưng Triệu Thố không bỏ qua cái mối quan thù này, vẫn bám theo. Chỉ có một ý niệm nhỏ của Ngài Ngộ Đạt thôi mà quán thù đã kết nối. Cho nên cái vị sư này mới dạy cho Ngài Ngộ Đạt cách sám hối, ăn năn sám hối cái lỗi lầm của mình, thành tâm sám hối và dùng nước đó để mà rửa cái một kẻ. Thì quả thật là một thời gian ngắn sau, cái một kẻ đó lành. Thì nhân cái chuyện đó, Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mới tường thuật lại cái câu chuyện này và soạn ra bộ Thủy Sám. Thì sau khi Ngài lành bệnh rồi thì lên trên thiền thất ngủ một giấc, thức dậy để từ tạ cái vị sư này đi xuống núi. Thì khi giật mình thức dậy thấy mình nằm ở bên dưới một gốc cây, con suối cũng biến mất và vị tăng đó cũng không có nữa. Trong thiền định, Ngài Ngộ Đạt mới hiểu ra được rằng vị tăng đó chính là hóa thân của vô vị Bồ Tát để giúp Ngài và để khai thị cho Ngài. Thì thưa quý vị, có thể nói cái bộ Từ Bi Thủy Sám này là một bản văn sám hối rất là hay. Quý vị nên tìm đọc và sám hối ở nhà. Nó được lưu truyền từ đời nhà Đường cho tới bây giờ. Pháp sám hối này nó chính là bản văn chính để giúp cho con người luôn khởi từ bi tâm, dùng cái nước từ bi đó để có thể rửa sạch mọi quan nghiệp quán thù của đời mình trong quá khứ. Thì câu chuyện này thầy xin phép dừng lại ở đây. Thầy chỉ kể để quý vị có một cái suy nghĩ về tấm thảm nhung tiếng khen. Có phải nó nguy hiểm không? Làm sao mình tu tập được như Ngài Quốc Sư Ngộ Đạt? Chắc chắn là không thể nào thầy trò mình ở trong đây người nào có khả năng bằng với Ngài Quốc Sư Ngộ Đạt. Thầy dám đảm bảo chắc chắn như thế. Mình tụng kinh mà còn rớt lên rớt xuống kìa, tụng hơi còn đấm lưng thụ thụ, còn ngáp qua ngáp lại kìa, phải không? Huống chi Ngài còn là sa di mà đã lão thông tam tạng kinh luật, tức là biết rất rõ nghĩa lý của ba tạng kinh luật luận, giảng kinh Đại Bát Niết Bàn mà các vị đại tỳ kheo phải ngồi lắng nghe. Làm sao mình có được cái trình độ giống Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư? Vua Ý Tông, Hy Tông là những vị vua rất là giỏi Phật Pháp mà còn tôn làm quốc sư, mà cả triều thần đó, cả thần dân đó, rất là nhiều bậc thiện hữu tri thức người ta tôn trọng Ngài Ngộ Đạt, chính vì Ngài tu hành nghiêm mật chứ không phải ở chỗ Ngài giỏi đâu nha quý vị. Ngài Ngộ Đạt nghiêm mật lắm mà, cho nên mới được tôn là quốc sư. Quý vị nghĩ quốc sư mà tu lơ tơ mơ giống mình à? Bữa nay vui đi chùa, ngày mai giận ông thầy khỏi đi, phải không? Bữa nay thấy thầy dễ thương cúng dường 10 triệu, ngày mai đi tới chùa thấy không dễ thương khỏi qua chùa khác cúng. Có không? Nói tới cúng dường thầy mới nhớ, hôm chùa thầy tổ chức thiên tăng hội đó, thầy cũng năn nỉ Phật tử, thầy cũng dặn là đừng có cúng dường rải rải ra. Vậy mà nha, cũng 15 bao tiền. Bỏ một người bỏ 1.000, phong bì 1.000, 2.000 đồng đó. Tới bữa nay chùa thầy đếm tiền chưa xong. Mà thầy thưa với Phật tử là đừng có cúng như thế. Cứ tới bàn thư ký chúng ta đưa vô chúng ta cúng 10.000, 20.000, 50.000 cũng được. Bây giờ bỏ 1.000 một phong bì, 1.000 cái là hết 1.000.000 bạc rồi, phải không? Rồi tiền phong bì nữa cũng hết 300-400.000 bạc nữa. Trời ơi, mà tốn công gần chết thôi, người ta để chung nó đi rồi chia đều ra cúng dường. Không, 2-3 người cứ xách một túi 1.000 cái, mà nghe 30-40 nhóm người, quý vị biết 15 bao là nó nhiều lắm á. Để tiền từ đó tới đây á, chứ đâu phải giỡn đâu. Thiệt, không tin quý vị ra viện tu đi. Khổ dễ sợ là khổ, có tiền cũng khổ quý vị thấy không. Bây giờ thầy mới hiểu được cái cảnh là nhà giàu cũng khóc. Lỡ chảnh là mình chảnh luôn. Cái cúng dường nó khác với mình theo truyền thống Bắc Tông mà. Chư Tăng Thọ Trai ngồi trên bàn chứ không có đi khất thực, cho nên không có xớt bát. Ngày xưa Đức Phật thỉnh, Đức Phật được quốc vương thỉnh vào trong cung cùng với 1.250 vị tỳ kheo, thì chính Đức Vua dâng thực phẩm xong cũng ra quỳ đảnh lễ.
Đức Phật thọ trai xong bắt đầu mới thuyết pháp giáo hóa. Mình vẫn theo truyền thống đó chứ mấy thầy đâu có đi ra ngoài đường khất thực đâu mà mình đi rải giống như cho ăn xin gì, nó kỳ lắm. Nó rất là kỳ. Đồng ý là quý vị cung kính nhưng mà không nên. Cho nên hôm rồi chùa thầy tổ chức thiên tăng hội, Phật tử vẫn ở ngoài quỳ đảnh lễ chứ không có vào bên trong trai đường. Bên trong trai đường có 10 thầy và 10 sư cô lo. 10 thầy thì lo cúng bên trai đường của chư tăng, 10 sư cô lo cúng dường bên trai đường của chư ni. Cho nên không một tiếng động. 1.000 tăng ni, hơn 10.000 Phật tử, không một tiếng động. Đích thân thầy cũng quỳ ở bên ngoài để đánh lễ. Lễ một lễ là mình lễ được 1.000 vị nghe quý vị. Mình kết pháp duyên với lại 1.000 vị thiện hữu tri thức. Trong cuộc đời này hoặc nhiều đời về tương lai, biết đâu mình gặp lại những vị đó, họ vớt mình. Họ vớt tức là họ cứu vớt. Xin lỗi, cái chữ vớt này nó nhiều nghĩa quá. Tức là họ cứu vớt mình hoặc là họ giúp đỡ mình. Trời, cái chữ vớt thầy nói ngắn quá, quý vị nghe lầm. Đừng có hiểu lầm là vớt là hốt. Trời. Cho nên mình phải mượn cái nhân duyên đó để mình tạo thành cái thù thắng nhân duyên. Đó. Mấy vị đã thọ nhận cái lòng cung kính của mình, cái niềm tin của mình, thì chắc chắn đời sau gặp lại những vị đó phải có trách nhiệm giáo hóa mình, cứu độ mình. Cho nên tha hồ mà mình lại một lại là lại 1.000 vị, lại 10 lại là lại 10.000 vị. Quý vị nghĩ buổi sáng nó lại gần 50 lại là mình lại được bao nhiêu. Cho nên im phăng phắc, không có nghe gì hết. Cho nên sau này mà quý vị tham gia cái thiên tăng hội đó, nên liên hệ trước tới ban tổ chức rồi mình cúng dường. Không cần nhiều đâu, bao nhiêu cũng được. Mà chúng ta nên tới đó trước để người ta tiện sắp xếp, ta chia ra. Chứ còn để mình đi vô, quý vị tính đi, 300 Phật tử đi vô, 30 nhóm, một nhóm 10 người thôi, cái trai đường nó thành cái gì? Thành chợ đầu mối mất rồi. Phải không quý vị? Cho nên ở đây xin thưa với lại quý vị, điều mà thầy muốn thưa với lại quý vị qua cái câu chuyện của quốc sư Ngộ Đạt, nó không phải ở chỗ các tình tiết ly kỳ của cái câu chuyện, nhưng mà ở chỗ cạm bẫy của thảm nhung, của tiếng khen mà ngài quốc sư đã lầm, đã bị dướng. Mà mình năng lực tu tập kém hơn ngài Ngộ Đạt thì mình dễ dàng xa bẫy là cái chắc. Trong chúng ta không có ai so sánh được với cái công năng tu tập của ngài quốc sư Ngộ Đạt. Công hạnh của mình cũng không có cao thâm bằng ngài Ngộ Đạt. Cho nên khi đối mặt với sự tác động của tiếng khen, liệu tâm lý của chúng ta nó tồn tại ngã chấp ở cấp độ nào? Đó là điều không thể không cẩn trọng và chúng ta không thể xem thường được. Cho nên bài học muôn thở mà chúng ta rút ra từ ngài Ngộ Đạt chính là mối tương quan của sự tu tập và ngoại cảnh. Đây là điều mà thầy muốn nói với lại quý vị. Vì quý vị ở tại gia, nó còn nhiều chướng duyên từ ngoại cảnh. Các thầy xuất gia ở trong chùa còn vướng kẹt, huống chi là người tại gia, thì tránh đường nào cho nó thoát. Một chú sa di tập tễnh vào chùa, bất kỳ ai cũng có thể nhờ chú được hết. Cho nên chú sa di đó sẽ rất dễ thương. Nhưng mà khi chú sa di này bắt đầu trở thành một thầy tỳ kheo rồi đó, bắt đầu trở thành một giảng sư có tiếng rồi đó, nó khác. Chú Thuận ngày xưa không phải là thầy Thiện Thuận bây giờ, phải không? Thầy Bóng Mây bây giờ không phải là chú Thuận ngày xưa nữa. Chắc chắn là nó khác rồi. Môi trường và hoàn cảnh nó sẽ bắt đầu xâm nhập lấy tham tâm thanh tịnh của chúng ta. Giống như dòng nước nó bào mòn cái khúc sông, cái bờ đê vậy. Chúng ta không biết, nó bị khuyết ở trong rồi. Tới một ngày kia nó sụp xuống hết, mình mới biết rằng nước nó đã ăn mòn đất không còn chân. Thì lúc đó chúng ta chỉ có biết hòa vào trong dòng nước cuộn chảy ra đại dương mênh mông thôi. Chúng ta không thể lơ là trong vấn đề này được. Cho nên thầy nhắc hoài cái vấn đề thảm đỏ đó, quý vị phải cẩn trọng. Chỉ sau một thời gian dài tinh tấn tu tập, một chú tiểu
có một công hạnh đặc biệt hơn và có cái sự nỗ lực tu tập, cho nên nhiều người kính mến hơn, quý trọng hơn. Và công phu tu tập của chú càng cao, cái hạnh nguyện của chú càng lớn, kiến thức của chú càng rộng, thì điều đó đồng với nghĩa người ta tôn trọng, kính mến, tán dương chú là chuyện bình thường. Phải không quý vị? Công tâm mà nói chú xứng đáng. Chú xứng đáng được mọi người khen ngợi, tán dương. Tại vì chú có sự hy sinh. Nhưng điều đáng sợ là những sự cung kính, tôn trọng hoàn toàn có xứng đáng với tài năng và đức hạnh của một chú tiểu đó không? Xin lỗi, ở đây thầy nói với tính cách tự sự. Đối với bản thân của thầy, thật sự cái sự cống hiến của người đó hoàn toàn nó xứng đáng với lại lời khen, với sự cung kính của người khác. Nhưng mà chúng ta cảm thấy chúng ta có bị ru ngủ bởi những cái hình thức khen ngợi, hay là những lời nói có cánh, hay là những cái tiếng khen đó. Chúng ta có bị ru ngủ bởi những cái thứ đó chưa? Hay là chúng ta cứ để nó thả trôi đi ở trong cái dòng sông mênh mông của tiếng khen? Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải tỉnh giác. Đừng bao giờ biến mình trở thành một con nghiện. Quý vị biết tiếng khen nó trở thành cái liều thuốc mà gây cho chúng ta nghiện. Mình được khen quen rồi thì càng ngày nó sẽ tăng đô lên. Phải không? Mình bị bệnh mà. Mình bị bệnh rồi, mình uống thuốc thì càng ngày thuốc nó lợn nó phải tăng lên. Phải không quý vị? Thầy nghĩ trong này có nhiều người học y khoa thì cũng vậy, mình được khen hôm nay như thế này thì ngày mai phải là những lời khen nó phải độc đáo hơn. Những cái cách tặng quà nó phải đặc biệt hơn. Phải không quý vị? Đó. Cho nên đây là một cái bẫy cực kỳ nguy hiểm mà bất cứ ai trong chúng ta cũng dễ bị rơi vào. Và mình bị thành con nghiện của cái tiếng khen, bị cái tiếng khen đó nó chi phối mình, và chúng ta ghiền nó. Không có ai khen mình là chúng ta chịu không được. Đó quý vị thấy không? Coi trên báo đài đó, có nhiều người nổi tiếng đó, họ cố tình họ bài ra cái này bài ra cái kia để mà cho người khác người ta khen, cho người khác đừng có quên họ. Quý vị thấy nguy hiểm vô cùng không? Nó có một nhân vật rất là đặc biệt đó, nổi tiếng, làm nhà tốn tiền triệu, triệu đô á, mà dám tuyên bố là ai chê chỗ nào đập bỏ chỗ đó. Đó, thầy bữa nay cũng tuyên bố ai chê thầy chỗ nào thì cắt bỏ chỗ đó. Chê lỗ mũi cắt lỗ mũi, chê con mắt cắt con mắt. Vậy nó mới sốc chứ. Thiệt á, nguy hiểm vô cùng. Quý vị biết khi thầy đọc những thông tin đó, thầy lập tức suy nghĩ về bản thân của mình. Có khi nào mình rơi vào cạm bẫy thảm nhung không? Thầy thấy có lúc thầy bị dướng. Tại vì tiến trình này nó diễn ra trong cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng mà chúng ta ít nhận thức được. Chúng ta quen rồi. Chúng ta ở một cái môi trường, thí dụ như mình gọi điện thoại cái là có cái dịch vụ nó cung cấp cho mình. Quen rồi. Bây giờ mình đổi công tác tới một cái vùng mà bây giờ không có ai hỗ trợ mình, quý vị bực không? Khó chịu vô cùng. Chính bản thân thầy thôi, thầy đi tới giảng những cái pháp tòa mà nó đẹp như thế này, trang nghiêm như thế này, quen cái thói rồi. Nó ngồi giữa rừng hoa mà đẹp quá, mà tự nhiên đi tới chỗ kia, trời ơi, con lần thầy đi ra Nha Trang giảng, quý vị biết cái pháp tòa đó kê cái bàn mà cái bàn sắt á, trời ơi, nó xét rồi. Quý vị biết cái khăn bàn là cái gì không? Cái mền con rồng. Trời ơi, thầy ngồi cho thầy nói cuộc đời của thầy sao nó thê thảm thế này. Trời ơi, mình danh giá dễ sợ, mình ở Sài Gòn mình danh giá vô cùng, thảm nhung trải ra được. Để tới đây đem cái bàn ra, không có cái khăn bàn, lấy cái mền con rồng trải lên, cái mền chỉ đó. Mà cái mền đó thầy nghĩ cũng 3 năm rồi, nó cũ mềm mà chưa kể tới cái mùi, không chịu nổi. Thầy ngồi nó sọc hết lên ông bụi, thầy không chịu nổi. Bây giờ làm sao? Số phận mình nó hẩm hiu quá mà, chiêu quân có giá ở nước hồ thôi. Phải không? Tây Thi chỉ đẹp ở thôn Trữ La khi mà giặt lụa bên bờ sông thôi. Bây giờ mình làm sao? Thầy buồn dễ sợ nha quý vị. Nhưng mà xuống thầy gặp ông trụ trì, thầy cũng nói. Thầy nói làm ơn làm phước, mai mốt chuẩn bị cho nó chu đáo một chút. Trời ơi, ít nhất cũng có cái bàn cho đàng hoàng. Thầy vừa gác cái chân lên, cái bàn nó sụp xuống. Nó mục rồi.
cái bàn mà bàn xếp đó, quý vị biết cái bàn mà xếp để cúng dông ở đây nè, nó y vậy, nó một hơn nữa. Xếp ông ra thầy gác lên nó sụp xuống, rồi thầy hết hồn, quý vị biết thầy giơ cái tay thầy chụp lại, xém đứt tay thầy tại cái bàn nó một á. Thầy xuống thầy cằn nhằn thầy biết bao nhiêu, thầy nói trời thầy thông cảm ở quê mà. Quý vị thấy không? Cuộc sống thường ngày nó kéo mình đi, nó dẫn chúng ta chìm ở trong cái tiếng khen nó quen rồi, chúng ta không bỏ ra được, chúng ta không hề cảm nhận được mình bị nó chi phối. Đây là cái phải nó đớn đau, đoạn trường cho cuộc đời của mình. Nó gắn liền với mình như là bằng hữu, như bóng với hình, keo sơn gắn bó như thế. Cho nên chúng ta yêu thương nó, chúng ta tôn trọng nó, chúng ta quý nó, giữ gìn nó, cũng giống như nó yêu quý giữ gìn mình. Cái tiếng khen nó như thế, không thoát ra được, không tách ra được, thưa quý vị. Cho nên người ta tu tập thực chất, người ta không có nặng tình với mấy thứ này. Khởi nghiệp tu tập của chúng ta có tâm tốt, nhưng mà dần dần xã hội phong hóa và cuộc sống này nó làm cho chúng ta càng ngày càng đi xa. Thầy không biết mai mốt thầy có bị rơi vào cạm bẫy thảm nhung không? Có người trề môi kìa. Thật sự cũng phải lo. Cho nên cố gắng giữ cái nếp xưa được lúc nào hay lúc đó, và bằng mọi giá phải giữ lại, để mình không có phải đánh mất mình. Một hình ảnh đẹp, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải gắn liền với những thương hiệu, thưa quý vị, mà nó phải lặng thầm tồn tại ở trong lòng của mọi người bằng trái tim, bằng nghĩa tình. Sự tu tập cũng vậy thôi. Quý vị tới những đạo tràng rất nhỏ, nhưng những người tu tập ở đó họ rất chân chất, và ông thầy trụ trì cũng bình dân. Dù xa đạo tràng ra rồi chúng ta cũng nhớ mãi. Giống như mình từng học, tại sao mình có nhớ những thầy cô rất bình dân? Mình học từ tiểu học cho tới đại học rồi, có bao nhiêu giáo viên dạy mình, nhưng mà thực sự gom lại trong ký ức mình nhớ có vài vị thôi, phải không quý vị? Thực sự những thầy cô đó sống có tình, có nghĩa, có lương tâm, có đạo đức, và dạy chúng ta nên người. Chúng ta nhớ mãi, chúng ta không quên. Cho nên cái ta của mỗi con người luôn lớn theo tỷ lệ thuận với giá trị của bản thân mà họ nhận biết được trong mối quan hệ của mình với cộng đồng, với xã hội. Nó tăng lên. Khi cái mối quan hệ của mình với cộng đồng nó rộng thì cái bản ngã mình nó tăng lên. Tôi quen biết nhiều người mà, tôi quen tới thủ tướng nha. Bà đừng có giỡn mặt nha, bà lộn xộn mà tôi báo công an bắt bà. Phải không quý vị? Trời ơi, tôi quen với tổ trưởng tổ dân phố bà không biết hả? Ông đó ông kế nhà tôi, nó lâu mở cửa sổ ông hỏi em khỏe không mà. Mỉa mai ghê gớm không? Cái ta càng lớn, thưa quý vị, đây chính là điều mà trái tim của chúng ta không dừng lại. Những đòi hỏi, những mong muốn của mình nó không có khép lại. Cho nên ở đây, thưa quý vị, chúng ta dễ dàng rơi vào một cái cách cư xử là thiếu tôn trọng người khác. Khi mà mình thấy mình được nhiều thứ mà người khác không đạt được, chúng ta ngấm ngầm có cái suy nghĩ đó. Đối với lại người tu, thật sự khi mà người khác lễ bái mình thì nó cũng xứng đáng đối với lại cái công hạnh tu tập thôi. Tại mình dám bỏ, bỏ những thứ mà người đời không dám bỏ. Đó là tuổi thanh xuân nè, những niềm vui nè, thì người ta lễ bái mình là người ta lễ bái cái công hạnh, chứ không phải lễ bái mình đâu. Nhưng mình không nhận ra được cái điều đó, mà chúng ta cứ cho rằng mình được. Xin thưa, ai cũng có thể làm được, chẳng qua bây giờ người ta bận quá, người ta không làm được thôi đó. Rồi một ngày nào đó quý vị cũng cạo đầu, cũng xuất gia, cũng tu tập được thôi, phải không? Chẳng qua bây giờ bận nhiều việc quá, cạo đầu chưa được. Hẹn thầy một thời gian khác, hãy đợi đấy. Dám không? Quý vị dám hứa với thầy không? Không. Bà già bà lắc đầu.
Nói chứ khó lắm nha quý vị, chứ không phải giỡn đâu. Đừng nói đâu, nhìn qua cái lỗ cá kèo kế bên rồi đi không muốn được rồi, chứ đừng có nói đó. Bước không qua cái ải cái lỗ cá kèo đó, đừng có nói mà chuyện xuất gia cạo đầu. Nó truyền thống của mình là tóc đen đó, không bữa nay đổi thành tóc nâu hết rồi đó. Cho nên người tu hành ở đây thầy chỉ nói trong cái vấn đề của người học Phật thôi, dễ dàng rơi vào cái bẫy của sự tôn kính. Thực chất là ở thế tục thì nó có cái bẫy của thế tục, mà ở trong đạo học nó có cái bẫy của đạo học. Quyền lực địa vị là cái bẫy của thế tục mà chúng ta dễ bị cám dỗ. Còn ở trong chùa cũng có những cái bẫy khi người khác người ta tôn kính mình quá mức, người ta tôn trọng thái quá. Ta thấy có nhiều người nói nó quá sự thật, cũng không trách được, vì họ tôn trọng quá, nhưng mà nói nó quá sự thật, tự nhiên mình nghe nó ngượng lắm quý vị. Giống như có nhiều Phật tử đi tới nói, trời ơi, con được gặp thầy giống như là con gặp Bồ Tát. Thầy nghe thầy ngại quá quý vị, tại vì thầy nghĩ thầy chưa là Bồ Tát, chỉ mới thành Bồ Tọt thôi. Thầy nghe thầy ngại chứ. Tức là mình khen nó không đúng chỗ, mình khen nó không đúng người. Có nhiều người không có thực tế, và thực sự không có cần thiết phải nói với nhau những cái lời đó. Chỉ cần mình quý nhau qua hành động, qua cách cư xử thôi, người khác cảm nhận được hết quý vị. Giống như trong gia đình mình thôi, mình tốt với ai người kia cũng cảm nhận được, và cái người kia tốt với mình kiểu gì mình cũng cảm nhận được. Những lời nói chỉ cần khi chúng ta trao đổi với nhau rồi thôi, chứ không cần phải nói những cái lời nói cũng đi quá xa sự thật. Tâm lý chúng ta thì lại thích nghe khen, thích khen những lời nói mà nó siêu tuyệt ở trên đỉnh núi cao, hay là mây trôi lãng đãng vân vân. Chúng ta thích như thế, cho nên cuối cùng chúng ta đi xa rời thực tế. Ngồi rồi người ta không khen nữa, chúng ta cảm thấy buồn. Đó. Mỗi lần cái anh khen mình, khen quá trời quá đất cho nên mới tiến tới hôn nhân. Rồi bỗng như một ngày kia ảnh nói tiếng từ chối mình, và ảnh dành những lời khen đó cho một mỹ nhân khác. Kỳ không? Chuyện thời sự nóng hổi. Trên đường thầy tới đây nè, có một người điện thoại cho thầy. Một Phật tử nữ, thầy nghe tiếng nói rất trẻ mà điện thoại cho thầy mà khóc thúc thích. Thầy hỏi có chuyện gì, xin lỗi con là ai ở đâu? Mới nói con là Phật tử. Thầy nói thầy biết con là Phật tử rồi chứ không lẽ con là cảnh sát. Thầy hỏi con tên gì, con ở đâu? Thì Phật tử đó mới xin phép là giấu tên và giấu địa chỉ. Thì thầy nghĩ thôi, chuyện đó cũng là chuyện tế nhị, mình không hỏi làm gì. Tại vì nguyên tắc lịch sự mình gọi điện cho người lạ, mình phải nói tên của mình, rồi mình nói ở đâu để người ta mới biết mình là ai, phải không quý vị? Thầy gọi điện cho ai cũng vậy, số lạ thầy cũng nói A Di Đà Phật, dạ thưa tôi là Thích Thiện Thuận, trụ trì ở diện Chiên Tu đây. Đó, mà phải quan trọng là giới thiệu chứ trụ trì, chứ ta tưởng mình chú tiểu làm sao. Đó. Cho nên là thầy mới hỏi xin lỗi con là ai ở đâu. Mới nói là con xin lỗi thầy, con là Phật tử ở Đồng Nai, con xin giấu tên. Thầy mới hỏi có chuyện gì không con. Mới nói dạ thưa thầy, con có yêu một thầy đó trong chùa. Làm gì mà ngạc nhiên, chuyện đó là xưa như trái đất. Câu thứ hai này quý vị cần phải ngạc nhiên nè. Cô đó mới nói dạ thầy đó cũng ngỏ lời yêu con. Trời, thầy nghe mà lông tóc dựng ngược quý vị biết không. Thầy nói trời đất quỷ thần ở trên trời dưới đất, mà có một cái người mà yêu một ông thầy, ông thầy yêu lại, mà tự nhiên chuyện đó đem đi hỏi một ông thầy. Nhưng mà chưa đâu, cái này nó mới sốc hơn nữa nè. Và thầy đó đã đến nhà con và nói rằng thầy sẽ hoàn tục để cưới con. Trời ơi, thầy nghe tới lúc này lông tóc không dừng nữa mà xẹp xuống, bắt đầu tim muốn rớt ra. Nhưng mà chưa, còn ghê hơn nữa là bây giờ bỗng dưng xuất hiện thêm một người Phật tử nữa cũng yêu thầy ấy, yêu hơn con nữa, và nói là hận con. Thầy bây giờ thưa thầy con phải làm sao, con bối rối quá đi. Trời ơi quý vị, thiệt tình hết. Thầy không biết thầy gieo cái nhân gì mà thầy nghe toàn là những chuyện mà đau khổ mà thoát tim không à. Bây giờ thầy xúi vô hay là thầy xúi ra?
Bây giờ quý vị cho ý kiến chung thì giờ yes hay no? Ai no đâu giơ tay lên. Quý vị không có yêu. Người ta đang yêu mà muốn dính chùm vô mà mình no 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 kiểu đó nó chửi mình chết. No sao được mà no, trời ơi nó muốn phá rào nó muốn phóng ra mà no cái gì cho ông thầy đó ông dám no ông hoàng tụng cưới mẹ đó mà chết không? Thầy cái cô Phật tử đó mới hỏi bây giờ theo ý thầy là con phải làm sao? Bây giờ xuất hiện thêm một người thứ ba nữa. Mà cái cô này đó cổ tự tin với tình yêu của cổ ghê. Cái cô ấy là kẻ yêu đơn phương. Trời ơi, đúng là nó mù quáng hay sợ sao biết yêu đơn phương. Chỉ có người trong cùng mới biết, phải không quý vị? Quý vị từng yêu chưa? Trời ơi, ngoan ghê, lắc đầu à. Thầy nghĩ chưa yêu quý vị cũng biết. Tại vì bản thân thầy, thầy cũng có yêu đâu mà thầy cũng biết. Thầy nghĩ đơn giản thôi. Không thể nào một người thứ ba nhảy vô mà nói hận thù người này. Làm gì có chuyện đơn phương phải không quý vị? Nó phải có qua có lại cái gì đó, có hẹn, có hừa hò rồi này kia đó. Chẳng hạn như là anh hứa cùng em đi suốt đoạn đường này. Nó ngọt vậy đó, cho nên nhỏ này mới nhắn tin là tôi hận bà. Quý vị thấy khổ không? Trời ơi. Thầy hỏi ông thầy đó bao nhiêu tuổi, ông thầy đó mới 25 tuổi. Năm nay thầy 46 tuổi, thầy chưa có mảnh tình dắt dài, nó ổng hai mối tình rồi. Ông khá ông thầy ghê vậy. Thầy mới suy nghĩ như thế này. Thầy nói nếu cái con nhỏ này nó là con mình, nó là cháu mình thấy tội nó quá. Mình thấy thương nó quá. Ngôn ngữ của trái tim rõ ràng là không biên giới. Phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta là người biết suy nghĩ và sống có đạo đức. Chúng ta nên dùng một chút lý trí để kiểm soát ngôn ngữ của trái tim. Quý vị đồng ý không? Cho nên thầy mới thương cái con nhỏ này, cái cô nhỏ này. Thầy nghĩ nếu nó là con mình, là cháu mình, thì mình phải dạy nó. Thầy mới hỏi như thế này. Con có đoán được diễn cảnh tương lai của con là hạnh phúc hay khổ đau không? Không trả lời được. Thầy nói khi đang yêu đó con, người ta nói những cái lời rất là chắc. Tại vì khi đang yêu mà người ta hứa với nhau mạnh mẽ lắm. Vì sao? Vì thầy từng có những người bạn đồng tu của thầy cũng rơi vào hoàn cảnh của vị thầy kia. Và cuối cùng đời họ tan nát. Tại vì sao? Tại vì một người tu căn bản lớn lên ở trong chùa không thể nào sống theo cái kiểu người trần tục được. Chỉ một lúc nào đó họ sống theo bản năng thôi. Ngoài ra lý trí họ vẫn còn tồn tại. Cho nên mặc cảm tội lỗi sẽ xâm chiếm tâm hồn họ. Và đó không phải là người đàn ông lý tưởng đi bên cạnh mình suốt cuộc đời đâu con à. Con được cái lầm tưởng những con nai vàng ngơ ngác dẫm lên lá vàng rơi là đẹp hết đâu. Nó nai ngơ ngác nó không có biết làm gì hết đó con. Phải không quý vị? Thầy chỉ hỏi một câu thôi, không trả lời được. Thầy mới nói hai đứa con đang tạo nghiệp. Thì cái con bé này nó mới nói, dạ không phải thầy, nhân duyên đẩy đưa thôi. Thầy nói nín. Nhân duyên nào đẩy đưa? Ai mà quăng ông thầy để tới cho con yêu? Ai ném con vô chùa để gặp ông thầy đó để yêu, để hẹn hò, để cưới nhau? Do hai đứa con tìm với nhau, rồi hứa hẹn với nhau. Nhân duyên đó ai đẩy tới? Nói tầm bậy. Do tự mình tạo nhân duyên. Và thầy nói cho con biết, nhân của con là nhân đau khổ, nhân của nghiệp chướng. Con là người Phật tử, con biết nhân quả rồi. Thì con biết cái quả báo đó như thế nào không? Chưa kể tới búa rìu dư luận. Cha mẹ con có dám ngẩng mặt đi ra ngoài đường khi mọi người nói trời ơi, mẹ nó đẻ ra đứa con nó vô chùa là ma đang già, nó hốt mấy ông thầy. Hai đứa con đủ bản lĩnh để bỏ xứ đi không? Đi tới một nơi nào đó không còn ai biết nữa. Nhưng rồi một ngày kia con cũng gắn liền với xã hội, với cộng đồng và có người nhìn ra. Thế chẳng lẽ mối tình đẹp của con với ông thầy đó gắn liền với khỉ trên rừng? Không lẽ vô rừng ở? Phải không? Thầy cũng phải nói dí dỡ một chút cho nó bớt căng thẳng quý vị. Thế thầy thấy cái cô bé này cũng căng thẳng ghê lắm.
Thầy nói con bước qua được đó không? Sẽ có những giây phút ngọt ngào của tình yêu, của những lời đường mật, của cảm xúc, và sau đó là sự đắng cay ê chề của dư luận, của tiền bạc, của tình cảm đã phai vì trước mắt đã có người một người thứ ba rồi. Người thứ tư, người thứ năm ở đâu vô? Con lường được không? Và thầy báo cho con biết một điều con phải nhớ suốt đời, rằng thiệt thòi luôn nghiêng về phụ nữ. Ghê gớm không? Đố quý vị ai ghê gớm? Thầy. Đúng, quý vị rất thông minh, nhận ra sự sắc sỏ của thầy. Thầy thấy tội nghiệp quá. Thầy nói thiệt thòi vẫn rơi về phụ nữ trong những cuộc tình. Trái tim phụ nữ rất là mong manh. Bây giờ phải làm sao? Con có thể tách rời khỏi xã hội này con sống không? Vẫn phải dính tới xã hội, dính tới cộng đồng. Thì thế nào cũng phải gặp những con người, trong đó có những người quen và những người biết quá khứ của mình. Và ông thầy đó, thầy báo cho con biết, ông yêu con thiệt đó, nhưng cuối cùng ông cũng sẽ quay lại thôi. Tại vì ông cũng sẽ không chịu đựng được trước cái sự đòi hỏi dục nhiễm của thế gian. Ông chưa có quen đâu, ông không có quen đâu. Rồi lúc nào đó ông sẽ quay lại, và con sẽ phải hụt hẫng thêm một lần nữa. Lúc đó một nách mấy con rồi, chỉ ôm mảnh tình đơn côi cho con. Con có thể hy sinh vì người con yêu, nhưng thực tế một chút đi, con là một phụ nữ đó. Quý vị thấy khổ không? Khổ. Thực sự bây giờ thầy nghĩ thầy rơi vào cái hoàn cảnh của cái cô bé đó, thầy cũng thấy khổ. Chưa chi mà bây giờ khóc lên khóc xuống, ông thầy đó nó ra đời để cưới cô này. Bây giờ có người xuất hiện là thấy khổ. Thầy nói gieo cái nhân khổ là tới cái quả khổ. Đây là điều chắc chắn. Thầy nghĩ tốt nhất con dừng lại khi có thể. Chứ để bước thêm một bước nữa, dừng cũng không được, mà nó dở dang hết. Cháo không cháo, cơm không cơm, lúc đó khó ăn lắm con. Thầy nghe xong cái câu chuyện đó thầy thấy buồn. Thật sự thầy thấy buồn. Cuộc đời nó rất nhiều cạm bẫy. Một vị thầy 25 tuổi còn quá trẻ, thầy bước qua tuổi đó rồi mà. Thầy bước qua cái tuổi đó thầy biết mà. Huống chi những cái vị mà vô chùa từ lúc 9-10 tuổi, lớn lên, trời ơi, nó trong trắng, nó thơ ngay, đâu có biết gì. Cho nên một cô thiếu nữ đưa một ly nước mời uống, nó khác với một ông thầy uống đi mày. Phải không? Phải không mấy đứa thanh niên, mấy đứa con trai nè. Đó, một người khác phái mời con ăn tô bún, đưa cho con cái khăn lạnh, nó khác với lại thằng bạn nó cầu câu cổ nó đưa mình. Phải không? Mấy đứa con cũng vậy thôi. Đó, một người đàn ông mà viết một cái câu gì trong một cánh thiệp, trời, cánh thiệp đó nó được gói khéo léo trong một bó hoa tặng cho mình trong một cái ngày nào đó kỷ niệm gặp em tròn một năm, trời, nó ngọt như đường phèn. Mày uống đi rồi mày sẽ thấy gắt cổ cho con. Quý vị thấy trong cuộc sống này những cái tham ái và những cạm bẫy nó luôn trực chờ sẵn ở bên ta. Ai là người bản lĩnh bước qua được nó? Chúng ta chỉ cảm nhận được nó khi chúng ta đã đi qua chặng đường đó rồi. Chứ còn bước ngay cái điểm xuất phát chúng ta không biết đâu. Chúng ta không dừng lại được đâu. Giống như cái cô này nè, nó thầy chỉ nói chung chung vậy chứ thầy kêu nô sao được. Thầy phải nói ngay từ đầu vậy đó. Thầy nói xong xong rồi cuối cùng thầy mới nói tốt nhất là con nên dừng lại khi còn kịp. Chứ để mà phi ngựa tới vực thẳm rồi kìm cương không kịp đâu con. Quý vị nghĩ cái con mình nó vô chùa nó yêu ông thầy, quý vị nhục không? Thầy hỏi thẳng một câu nè, cha mẹ có con cái gì nhục nhã không? Nhục chết đi chứ. Mặc dù là trái tim của mình là nó bình thường thôi, phải không? Yêu ai cũng vậy, yêu ông thầy cũng có sao đâu. Nhưng mà luân lý đạo đức của mình không cho phép. Phải không quý vị? Nó có những cái gì mỗi luân lý đạo đức gì chứ bây giờ con gái nó yêu cha nó chấp nhận được không? Sao được? Quân sư phụ mà, tức là cái gì mỗi của vua tôi, của cha con, của thầy trò, đâu đó nó được thiết lập rất là rõ ràng chứ không có kiểu lộn xộn. Không có lộn xộn lu bu được.
Cho nên thầy thấy có mấy em học trò thầy nó làm thầy giáo đó, nó mới ra trường nó còn nhỏ 24-25 tuổi đó, mấy đứa nó cũng hư lắm, để chơi với học trò của mình đủ thứ chuyện. Thầy nói mấy đứa con phải giữ tới đạo đức nha, mình làm một thầy giáo là phải đàng hoàng, không có thể lộn xộn. Trời, nó còn nói nó con được mấy em học trò xưng là thầy giáo hot boy, trẻ đẹp nữa mà, nó năng động, dễ hòa nhập, cho nên ở đâu có thầy là sơm tụ đó. Thầy nói rồi, một ngày con sẽ thấy cái cảnh đó, nó sơm xong nó sẽ tàn, chứ đừng có nói. Thầy mới nói có mấy ngày có đơn thưa tới ban giám hiệu rồi. Nó đổ thừa, nó sư phụ nói linh quá, trù con mà. Thầy nói tao trù mày tao thành Phật à. Có nhiều đệ tử cũng mệt. Thiệt là thầy thấy cuộc đời này rất nguy hiểm. Thì một chú tiểu đơn thuần trong trắng, nhưng mà khi lớn lên là một ông thầy, nó hoàn toàn khác, cái suy nghĩ nó khác. Một ông thầy được Phật tử quý mến, cung phụng, trân trọng lại khác nữa. Đó. Cho nên không thể nào mà chúng ta không thoát khỏi những cạm bẫy của cuộc đời, thưa quý vị. Cho nên phải cẩn thận, hay nói một cách khác là chúng ta phải dè dặt trước sự tôn trọng, quý mến của người khác. Chúng ta tu theo lời Phật dạy, coi như mình chấp nhận được, mình được mọi người tôn cúng, tôn kính, đó là cái chuyện bình đẳng thôi. Tại mình hy sinh cả đời mà, hy sinh cả tuổi thanh xuân mà, cả thời trai trẻ mà, cho nên ta kính trọng mình bình thường, không có chuyện gì. Nhưng mà xét cho cùng, người ta cung kính là cung kính cái gì? Vì mình làm theo lời Phật dạy cho nên được người ta cung kính. Chứ cũng thiếu gì người hy sinh cả tuổi thanh xuân mà tại sao người ta không cung kính, phải không quý vị? Có những người hy sinh cho cả một cái sự nghiệp giáo dục, một sự nghiệp hòa bình, hay là người ta nghiên cứu cho một cái sự nghiệp khoa học nào đó, người ta cũng hy sinh tận tụy, nhưng mà đâu có nhận được sự cung kính lễ bái. Còn các thầy được sự cung kính lễ bái người khác, đó là chính nhờ mình tập theo Đức Phật, nói lời của Phật, hành theo Đức Phật. Cho nên rõ ràng người ta kính mình là nhờ Đức Phật, chứ mình có lã gì đâu. Ai làm cũng được vậy thôi, phải không quý vị? Nếu quý vị cạo đầu, quý vị tu tập cũng y vậy thôi, cũng sẽ được cung kính, vì đó là pháp đương nhiên. Cho nên Đức Phật là người vạch ra con đường cho chúng ta đi. Chúng ta đi trên con đường đó là chúng ta đi theo cái sự chỉ dẫn của Đức Phật. Cho nên được mọi người cung kính đó là hoàn toàn nhờ vào ân đức của Đức Phật. Thứ hai, quý vị tiếp cận với giáo pháp qua các thầy giảng sư, đúng không? Cho nên tình cảm quý vị dành cho các thầy giảng sư nó nhiều hơn các thầy khác, chắc chắn. Dù mình có cái ân với lại cái vị thầy quy y của mình, nhưng mà khi thể hiện tình cảm, chúng ta vẫn thể hiện tình cảm với các thầy giảng sư, vì những thầy đó đã tuyên hóa cái giáo pháp của Đức Phật, dạy cho chúng ta tu, trình bày cái giáo pháp đó, chúng ta có thể tiếp nhận được một cách dễ dàng, và chúng ta thực tập được, và từng bước chúng ta hóa giải muộn phiền. Cho nên chúng ta cảm ơn cái vị thầy giáo thọ, chúng ta cảm ơn cái vị giảng sư. Nhưng mà giáo pháp đó là của ai? Của Đức Phật dạy mình chứ của ai? Chứ đâu có ông thầy đó ông có à? Ông tìm ra được chân lý à? Chân lý cũng từ nơi Đức Phật nói ra, chứ không phải do tự ông thầy đã nói ra. Cho nên thầy nghĩ mình có được người khác cung kính thì không có lý do gì để mình phải đón nhận bằng cái tâm kiêu mạn rằng xứng đáng. Mà tất cả những cái sự mà mến mộ đó, quý trọng đó, hoàn toàn nương tựa vào ân đức của Đức Phật. Nếu mình được thành công, mọi người quý mến mình, mình thành tựu một số việc, mọi người kính trọng mình, đó cũng là chuyện bình thường. Thật ra ai làm thì cũng đều được. Tại vì sao? Tại vì không phải mình thành công là đơn phương, mà phải có sự hỗ trợ của người khác nữa. Thí dụ như mình thiết kế một công trình đã vĩ đại, để lại tên tuổi của mình, xin lỗi, không có người thi công, công trình đó có thành tựu không?
Nhưng mà người ta không có nhắc những người thi công, toàn là nhắc kiến trúc sư trưởng không? Nhắc những người quản lý và ý tưởng sáng tạo thôi. Phải không quý vị? Và các thầy tu tập cũng vậy, làm Phật sự, xin lỗi, không thể đơn duyên mà thành tựu. Không có Phật sự nào mà một mình làm được hết, mà có sự hỗ trợ của Phật tử ngay cả một buổi thuyết pháp. Thí dụ một buổi pháp thoại ở đây, thành tựu được rất nhiều công sức do người quét dọn lau chùi giảng đường, trang trí hoa cảnh, xếp ghế và có nhiều Phật tử ngồi ở đây lắng nghe. Đó là những nhân duyên phụ trợ để giúp cho pháp hội thành công. Chứ đâu phải một ông thầy thiện tuệ tới đây giảng pháp cái nổi tiếng cái thành công đâu. Phải không? Tới đây giảng không ai nghe, xin lỗi, thành ma, thành quỷ chứ thành công gì. Phải không quý vị? Cho nên nếu nói thành công, một mình không thể thành công. Vì Đức Phật dạy rồi, các pháp tùng duyên sanh, do các duyên kết hợp lại mà nó thành tựu, chứ không phải là do một mình. Cho nên mình không có gì để tự hào. Điều tất yếu là có sự trợ giúp từ các yếu tố liên quan, đạo Phật gọi là nhân duyên. Cho nên không thể nào chúng ta thành tựu được kết quả cao khi chúng ta không có nhận thức đúng đắn rằng các trợ duyên đang tiếp tục tái diễn. Phải có trợ duyên, phải có những nhân duyên phụ mới thành công, giống như mình kinh doanh cũng vậy thôi. Không có người phụ mình, không có người giúp mình làm ăn có được không? Dù mình có ý tưởng đó, mình có vốn đó, nhưng mà chưa chắc là thành công đâu. Đừng có ham, đừng có chảnh. Cho nên mình nhận thức đúng đắn một cách toàn diện trên nền tảng tỉnh giác của đạo Phật, chúng ta sẽ nhận ra được một điều rằng mình không nên thái quá về những thành tựu của mình và cho rằng mình đáng được công nhận, đáng được tán dương và đáng được bước chân trên những tấm thảm đỏ hướng về tương lai. Nếu như chúng ta thiếu tỉnh giác, điều đó đồng với nghĩa chúng ta đang tuột dốc về đạo đức. Chúng ta không có tỉnh giác nhận ra được nhân duyên hỗ trợ cho mình thành tựu mà ngạo mạn, tự mãn, nó đang báo hiệu chúng ta đang tuột dốc đạo đức, không có gì tiến bộ. Sự cung kính lễ bái của người khác đối với mình cũng vậy, bình thường. Nhưng mà chúng ta cho rằng mình đặc biệt hơn, mình quan trọng hơn, mình tài đức hơn và mình có vẻ giống như mình là nhân vật trung tâm, không ai bằng mình, không ai qua được mình. Thậm chí mỗi khi có ai đó bày tỏ thái độ mà không có vừa ý mình thì chúng ta lại không hài lòng. Có khi người ta tán dương mình nó không có đúng cách, không có xứng đáng, chúng ta cũng không có vui. Thầy thấy cái trường hợp này rất là nguy hiểm. Xin lỗi quý vị, ở đây thầy không có chỉ trích, nhưng thầy thấy có nhiều khi chúng ta dùng những từ sáo rỗng và nó nguy hiểm lắm đối với đạo đức tu tập. Giống như thầy đi tới, thầy dự một cái lễ sinh nhật của một hòa thượng, thì hòa thượng đó thực ra là giáo thọ của thầy. Thì thầy không có cơ hội để gặp, thì một năm thầy gặp một lần thôi. Ngày sinh nhật mình tới, mình thăm thầy mình. Thầy đã dạy mình ngày xưa bình thường thôi, là một học trò, mình đi tới thăm thầy mình, rồi mình biểu thị cái lòng tôn trọng đó, mình tặng một món quà nhỏ để mình biểu thị cái lòng biết ơn của mình. Thực sự ông thầy đó không cần, vị giáo thọ đó không cần mình tặng quà đâu, chỉ cần mình sống tốt, mình có lý tưởng, có sự cống hiến là đền ơn thầy rồi. Nhưng quý vị biết, khi thầy dự lễ thì thầy thấy có một cái vị MC dùng những lời nói mà nó hoa mỹ quá mức. Nhờ đức ngài hòa thượng, chứ bằng ngài là chưa đủ mà dùng chữ đức nha. Đức ngài hòa thượng, chỉ có đức Bồ Tát, đức Phật thôi, mà chúng con có được hạnh phúc ngày hôm nay. Cho nên hôm nay sinh nhật của đức hòa thượng, chúng con tụ tập về đây để mà đảnh lễ tri ân ngài. Rồi thầy thấy dùng từ quá chứ. Không biết hòa thượng ngồi đó, hòa thượng có cảm giác gì không? Chứ thầy ngồi với thầy ngượng ghê lắm. Một ngày kia mà thầy sống tới già mà ai mà kêu thầy bằng đức ngài, thì tự nhiên thầy thấy chắc thầy sắp chết. Đức ngài thành đức bóng nó nhanh lắm. Thiệt là thầy thấy tội nghiệp hòa thượng quá. Chắc chắn hòa thượng không muốn nghe. Thầy cũng bị giống như là mình bị mất đi cái tình cảm đẹp đối với vị thầy. Tại vì mình thương cái vị thầy, mình mến vị thầy, mình tới mà tự nhiên mình nghe mấy cái lời đó mình thấy
nó giả. Cho nên đợi mọi người xong xuôi hết thầy mới gặp hòa thượng, thầy cũng không có kêu hòa thượng, thầy nói bạch thầy, thầy ngồi thầy có mệt không? Hòa thượng nói ôi chao ơi thầy mệt quá con, mệt nhất cái ông MC ông nói cái gì đâu, thầy nghe thầy nhức đầu quá. Rõ ràng là cái cảm nhận của mình nó hợp với cái cảm nhận của ông thầy. Thầy nói sao thầy không lên tiếng, thầy kêu ông dừng lại. Thầy nói lên tiếng cái gì con, mình ngồi ở đó mình chết cứng ở đó rồi còn nói gì nữa. Thôi cứ ngồi im đó, nó muốn nói gì nói xong rồi nó xuống đi. Chứ mình nói nó nói cái khác còn mệt hơn. Ông hòa thượng nói mình kêu nó ngưng nói cái này, nó nói cái khác còn mệt hơn nữa con. Thôi kệ nó, cho nó nói luôn đi, thà cho ăn cơm nhão nuốt một chút xíu rồi xong, chứ nó nấu cái khác còn ghê nữa, ăn không trôi. Lúc đó thầy mới hiểu được cái cảm giác của ông hòa thượng. Quý vị thấy không? Trời ơi, ông hòa thượng bảy mấy tám chục tuổi bắt ngồi đó mà nghe tán tụng đủ thứ, mệt vô cùng đó. Cho nên tự nhiên thầy nghe hòa thượng nói vậy, cái thầy nhớ tới mình liền, mình phải tỉnh. Cho nên những cái lời xưng hô tán tụng mình mà không có hợp ý là rất là phiền. Thì khuynh hướng này thực sự nó đang phát triển mạnh theo thời đại. Quý vị thấy hồi xưa mình tới mình chúc Tết thầy cô mình ngày 20 tháng 11 đơn giản không? Quý vị nghĩ đơn giản không? Nhớ là đi rất đơn giản. Thầy nhớ 20 tháng 11 thầy chỉ tới và em xin chúc thầy, chúc mừng thầy ngày 20 tháng 11, xin lỗi không có quà nữa. Rồi sau này khi thầy học lên trung học đó thầy mới biết làm quà, bằng cách là tự đi hái cái lá cây này cây kia rồi ướp khô rồi mình tự làm thiệp mình tặng thầy bằng cái niềm tin, cái tình cảm mình khi mình có được những cái gì đó. Thầy nhớ thầy hái cái bẹ dừa, cái bao mà cái bao khô của dừa thầy về thầy cắt ra rồi thầy hái những cái lá khổ qua đó thầy ép thầy dán lên đó thầy tặng, mà cô giáo đó còn giữ tới bây giờ. Còn bây giờ thầy thấy quà 20 tháng 11 gì nghe nó phải có cái gì đó. Mà học trò mà không có quà là cô giáo điểm mặt, tệ dễ sợ. Thầy thấy như thế thì tội nghiệp quá. Ở đây mình không có đánh giá chung cái ngành giáo dục. Một con sâu nó làm rầu nồi canh, nhưng mà như thế thì tệ quá. Cho tới học sinh gì mà cấp 1 cũng đi học thêm, không học thêm là không biết. Thầy nhớ hồi đó thầy có đi học thêm học bớt gì đâu, cứ sáng sẽ tập đi, trưa về, chiều đi làm ruộng làm rẫy với ba má, rồi có học thêm gì đâu mà cũng lên lớp à. Còn bây giờ không học là không làm bài được. Thiệt là thầy thấy sao mà cái nền giáo dục bây giờ không biết có một cái năng lực nào nó đặc biệt để nó hoán cải lại, làm sao mình thấp cổ bé miệng không dám lỗi. Nói nữa sợ nó đụng chạm quý vị. Thì quý vị thấy trong cái môi trường hiện tại đây, con người ta rất là thích những cái kiểu đó. Quà bây giờ gói cũng phải tinh xảo hơn, cũng phải đặc biệt hơn, bằng cái tờ giấy gì, cái nơ gì cho nó hợp, phải không quý vị? Đã tặng cho một môi trường nào cho nó lãng mạn. Ôi dồi ôi, sao thầy nghe tới thầy mệt quá. Giống như cái anh đó, anh tới nói với thầy, anh hỏi bây giờ con phải làm sao. Con rất là thương vợ con, con ở bên Mỹ, con hy sinh rất là nhiều cho gia đình, là con đem vợ của con qua từ Việt Nam qua, mà 2 tháng nay không nói chuyện với con. Cưới với nhau 5 năm rồi đó, con mua chiếc Mercedes đó, mà thầy biết là ở Mỹ mà mua 150.000 đô, con để cái chìa khóa ở trong cái bánh đó. Vợ con cũng không biết rồi, cái bánh đó, vợ con ăn cắn ra trúng nhầm cái chìa khóa mới biết là quà tặng. Trời, ý tưởng lãng mạn ghê vậy. Rất tiếc lầm địa chỉ. Cô vợ lại không thương, lại thương cái người khác. Mà qua đó là 5-6 năm rồi. Rồi hỏi bây giờ làm sao, nó con đối xử tốt vậy tại sao cổ lại đối xử với con tệ vậy, cổ lại không chung thủy với con. Thầy nói chuyện đó bình thường, sáng người ta nói yêu, chiều người ta nói hận là chuyện bình thường. Tại vì sao? Tại vì con gái nó nắng là mưa, nó mưa là nắng. Phải không các vị phe kẹp tóc? Mấy anh vỗ tay mới phải chứ sao mấy cô cũng vỗ tay. Trời ơi khổ thế chứ. Thầy mới thấy cuộc đời này nó có nhiều cái khổ vô cùng mà người ta lầm tưởng, quý vị thấy không? Đó. Con người ta thích những cái gì nó vượt trội, những cái gì nó lạ. Mà bây giờ là mình có xu hướng là hàng lạ, hàng độc. Đó. Cho nên cái ta nó dẫn mình đi từ chỗ này qua chỗ khác và cuối cùng rơi vào trong một cái bẫy. Rơi mình vào trong một cái bẫy đó. Cho nên là chúng ta không thoát ra được. Chính vì lẽ đó, quý vị nghĩ xem, mình mà thiếu ý thức tỉnh giác là cuộc đời của mình đi về đâu? Trong khi cái bệnh ngã mạng của mình nó đang nghiện nặng này,
đang ghiền rồi, ghiền được khen rồi, bây giờ không khen nữa mình đâu có chịu được, mà phải khen bữa nay nó phải hơn ngày hôm qua, và ngày mai phải khen nó lạ hơn hôm nay, phải không mấy cô? Đó, chúng ta trở thành tín đồ cuồng tín với giáo chủ của thảm nhung, của tiếng khen. Chúng ta phục tùng nó và chúng ta luôn lúc nào cũng sống với lại cái sự nguy hại của nó không dừng lại được. Khổ chập trùng, không kết thúc được. Cho nên căn bệnh trầm kha này, thưa với lại quý vị, nó dẫn chúng ta tới một hố sâu, đó là luôn che giấu khuyết điểm của mình. Tại vì khi mình sợ người ta phát hiện ra cái khuyết điểm của mình, người ta không tôn trọng mình nữa, người ta không cung kính mình nữa, người ta không khen ngợi mình nữa, không tán dương mình nữa. Cho nên quý vị thấy mình làm sao có cơ hội để được hoàn thiện khi mình luôn sống với cái xu hướng đó. Cho nên chúng ta đòi hỏi cái sự gợi ý của người khác khen mình. Nhiều khi người ta không khen mình, cái mình gợi ý, mình gợi ý mình nói sao để cho người khác, người ta nhận ra sự thật rằng mình là nhân vật đặc biệt, quan trọng trong cái buổi gặp gỡ này, để người ta khen mình, nói rồi mình giấu đi những khuyết điểm của mình. Đây là điều đáng sợ, vì mình muốn người khác tôn kính mình suốt cuộc đời. Rồi làm sao chúng ta hoàn thiện được những khuyết điểm của mình? Ai là cái người bổ cứu? Áo dơ mà chúng ta không lo giặt, chúng ta chỉ giặt mặt ngoài thôi, còn những cái bâu áo, cái tay áo, rồi những cái nách áo, rồi sao chúng ta không lo giặt đi? Mấy cái chỗ đó chúng ta giấu. Đó, đây là nguyên nhân khiến cho chúng ta tu mà không có giác ngộ. Tu nhiều lắm, hình thức tu rất nhiều, tu rất tốt, nhưng giác ngộ thì chuyện đó để tính sao. Chúng ta nuôi dưỡng cái ta nó lớn quá mức, cho nên cái ta này không cho phép mình hạ thấp. Chúng ta không có bộc lộ được cái đạo đức của mình, mà chúng ta cứ giấu đi cái sự yếu kém của mình trước mặt người khác. Đây là một sự thật mà nó có khuynh hướng càng ngày càng đưa chúng ta tới chỗ gian dối. Chúng ta sống thiếu trung thực, cho nên chân lý sẽ không hiện bày khi một con người có quá nhiều quẩn khúc và che giấu. Cho nên cuộc sống hôm nay và ngày mai, thầy nghĩ rằng nó có phát triển đến đâu, nó có thăng hoa đến mấy, chúng ta nên tỉnh giác quay lại với cuộc sống chân thật của mình. Mình có xứng đáng được khen tặng hay không? Và mình xử lý sự khen tặng đó như thế nào? Có như vậy, chúng ta mới có thể khắc phục được những lỗi lầm, những yếu kém của bản thân mình, để mình hoàn thiện hơn nhân cách của mình. Đó gọi là viên mãn công hạnh. Nếu như mình so sánh với cái hình ảnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh trong Kinh Pháp Hoa, chúng ta sẽ có thể nhận ra hai khuynh hướng trái ngược nhau trong suy nghĩ của mình. Khi chúng ta tu tập, trong khi sự chân thành, tôn kính và lễ bái người khác có thể giúp mình điều phục được tâm ý, điều ngự được ngã chấp của mình, mình xét thấy mình có xứng đáng hay không? Lập tức chúng ta tự phản quan tự kỷ, tức là dùng ánh sáng tự giác chiếu ngược lại tự thân tâm mình để xem mình có xứng đáng không, thì lập tức chúng ta có cơ hội để giải trừ ngã chấp. Và ngược lại, có cái chiều hướng rằng chúng ta tự mãn, đáng được khen ngợi, đáng được tán dương, đáng được lễ bái. Đây là một cái điều tai hại vô cùng. Và hai tiến trình này âm thầm đang xen đấu tranh với nhau ở trong tâm thức của chúng ta. Quý vị cần suy nghĩ thêm điều này. Một cái là chân lý, và một cái nó là tục đế. Nó sẽ dẫn chúng ta đi từ miền khổ đau này sang cảnh khổ đau khác, khiến cho chúng ta không nhận thức ra được mình đang chịu áp lực bởi phiền não do chính ngã chấp. Cho nên chúng ta không phải đổ lỗi cho những người khen ngợi mình, xưng tán mình, cung kính lễ bái mình. Nhưng trong thực tế, những người có tài năng đức độ thì tất nhiên đáng được khen ngợi, đáng được tán dương. Và mỗi chúng ta cần thiết phải chân thành biểu lộ sự tôn kính, ngợi khen của người đó bằng chính năng lực của mình là hoàn thiện nhân cách. Chính đức độ của mình đó là sự khiêm cung, vì điều đó giúp cho chúng ta hướng thiện mạnh hơn, và người khác cũng
gieo một hạt giống tốt trên một mảnh đất tốt xứng đáng. Cho nên hôm nay thầy chỉ muốn tất cả thầy trò chúng ta suy nghĩ một điều ở cạm bẫy thứ nhất trong cuộc đời, và nói riêng đối với lại sự tu học của chúng ta, đó là tiếng khen. Vấn đề ở đây là mỗi khi nhận được sự khen ngợi từ người khác, ta phải luôn có sự tỉnh giác, tự giữ mình, và phải ý thức được rằng những lời khen ngợi đó có dễ dàng trở thành những viên thuốc ngủ bọc đường ngọt cho chúng ta uống hay không. Ngọt lắm, uống vào sẽ ngủ say, nhưng có bao giờ chúng ta làm chủ được giấc ngủ hay chưa? Hay chúng ta say sưa với những viên thuốc áo đường đó, rồi mãi đi trên những tấm thảm nhung đầy cạm bẫy của khổ đau? Tiếc là nó hết giờ rồi, cho nên hôm nay tạm dừng ở đây. Và trước khi chia tay quý vị, thầy xin kể quý vị nghe một câu chuyện. Bà Tám hả? Chưa hết giờ gì rồi, còn có 10 phút nữa 9 giờ rồi. Thưa quý vị, câu chuyện này được kể trong Kinh Bách Dụ. Tức là ngày xưa một làng quê nọ, thì người ta có tổ chức ra một cái lễ hội. Cái lễ hội đó là ca ngợi đức hạnh của người cha. Cho nên tất cả những người con được tham gia cái lễ hội này và khen ngợi đức hạnh của người cha mình, và cái hội đồng mà xét tuyển đó, để chấm đó, là sẽ xét coi ai là cái người cha đức hạnh nhất ở trong cái ngôi làng đó sẽ được tán dương. Thì quý vị biết cái vị mà chánh chủ khảo, trưởng ban tổ chức đứng ra tuyên bố như sao? Cái đó thầy thêm vô. Tại vì trong kinh làm gì có vụ chánh chủ khảo, có vụ trưởng ban tổ chức. Tức là cái người chủ của cái làng đó đứng ra tuyên bố khai mạc như thế này: thưa quý vị, hôm nay cử hành lễ hội mục đích là truyền bá cái hiếu đức và cái đạo đức của con người để khuyến khích với nhau sống tốt. Ý nghĩa là nhìn thấy cái đức tài kim toàn của những con người trong làng này mà chúng ta noi gương theo. Đó, cái vị trưởng làng tuyên bố như thế. Cho nên hy vọng rằng tất cả các anh chị tham gia lễ hội này được quyền trình bày đức tài của cha mình bằng sự thật, bằng lương tâm để làm gương cho dân làng. Đó, mọi người vỗ tay hoan hô. Không, thầy nói mọi người trong cái lễ hội đó vỗ tay. Trời, quý vị nghe hiểu lầm. Tức là sau lời tuyên bố khai mạc thì người ta phải vỗ tay, chứ ai kêu quý vị vỗ tay? Trời ơi, chứng tỏ là quý vị nghe mà không có hiểu nha. Chuyện hấp dẫn quá phải không quý vị? Thế là rất nhiều người tham gia, phóng lên diễn đàn, khen ngợi. Người thứ nhất mới nói: cha tôi là người tài năng, tại vì ông ta có thân hình cao lớn, mạnh mẽ, làm việc nhanh nhẹn, quyết đoán, tiền hái ra nước. Chạy xuống, mọi người vỗ tay, trời, cha này quá đạo đức. Xong người thứ hai phóng lên: chưa, cha tôi mới là người tài năng thật sự, tại vì cha tôi được nổi tiếng là đẹp trai nhất làng này, đó, anh hùng hào kiệt, đó, cư xử với mọi người lễ phép, đạo đức, ai cũng kính nể. Hết, đi xuống, vỗ tay. Thầy cũng không hiểu sao thầy kể chuyện nó dễ thương dễ sợ. Xong cái người thứ ba phóng lên khen ngợi: trời, cha tôi mới là người đạo đức nhất làng này, tại vì cha tôi vốn là một trưởng giả, luôn sống yêu thương mọi người, sẵn sàng chia sẻ cho dân làng. Khi mà gặp người có cảnh cơ nhỡ khó khăn, giúp cho người khác làm việc thiện, không lúc nào biết mệt mỏi. Ngay cả trên giường bệnh, cha tôi cũng kêu tôi đem tiền cho cái bà hàng xóm. Một mình bà đó thôi. Thế là, xin lỗi câu đó thầy thêm vô. Thế là ảnh chạy xuống, mọi người cũng vỗ tay khen rằng cha này đạo đức thiệt. Xong cái người khác mới chạy lên nói: cha tôi mới đạo đức hơn. Tại vì sao? Tại vì cha tôi đó là cái người học rộng, hiểu người nhiều nhất cái làng này.
Nhưng mà không bao giờ cha tôi biểu thị sự ngạo mạn với bất kỳ một ai, dù là đứa trẻ con. Bên cạnh đó, cha tôi luôn sống vì đại nghĩa. Dân làng này có hợp gì cha tôi đều góp mặt, góp ý kiến. Cho nên cha tôi mới là người đạo đức nhất cái làng này. Đó, ai cũng vỗ tay. Thì nhiều người, rất nhiều người lên ca ngợi tán dương đức hạnh của cha mình. Cuối cùng có một anh chàng đó, đen, cao, mập, phóng lên, nghe một cái rầm. Tại cái sàn làm bằng gỗ mà. Nó khoan đã, cha tôi mới thực sự là người đạo đức và tài năng nhất làng này. Mọi người mới ngạc nhiên, tại thấy anh này ở đâu mà xuất hiện mà lạ quá, ta ít thấy ảnh. Đó, mà ảnh nói chuyện dõng dạc cho nên mọi người, người ta đều ngạc nhiên hỏi cha anh tại sao, căn cứ vào đâu mà anh nói như thế. Anh nói không những thế mà cha tôi mới là người vĩ đại nhất. Tài đức là chuyện bình thường, vĩ đại mới là chuyện đặc biệt. Mọi người mới hỏi vĩ đại vì sao. Anh mới nói cha tôi là người hoàn toàn thánh tịnh, vô dục. Tức là cha ảnh là cái người sống nghiêm túc, không có tham dục, tài sắc danh thực thùy không có dướng chỗ nào hết. Thì mọi người mới háo ra, hả? Diễn tả ớn không? Mọi người mới háo ra hỏi, tại vì khi ảnh diễn tả là ba ảnh là cái người mà vô dục, tức là tuyệt dục, trong kinh dùng chữ tuyệt dục, tức là chấm dứt mọi cái ái dục. Thanh tịnh tuyệt đối là chỉ có tu sĩ thôi, mà tu sĩ mà vào chùa từ bé kìa, là con trai nheo nhẽo kìa, chứ còn cho ổng già rồi, ổng đẻ mấy lứa rồi, gì mà tuyệt dục. Cho nên mọi người mới ngạc nhiên trơn mắt, hả, ta hỏi ảnh. Tại vì mọi người ở trong thế gian này ai cũng đắm nhiễm vào ngũ dục hết, mà ông này ổng lên ổng cho rằng ba ổng là cái người vô dục. Thì đúng là người vô dục là người vĩ đại. Quý vị phải biết Ấn Độ thời xưa đó, những tu sĩ, những sa môn thời đó được tôn kính chính ở chỗ họ sống đời vô dục hay là tuyệt dục. Thì trước sự ngạc nhiên của mọi người dân làng, anh này mới giải thích thêm, quý vị bình tĩnh, cha của tôi từ nhỏ đã đoạn tuyệt tình dục, cho nên mấy mươi năm qua ông sống thanh tịnh nhất. Thì có một người kia mới nói, cha anh sống tuyệt dục từ nhỏ, vì lấy cái gì đẻ ra anh? Trời, sống vỗ tay. Ta mới hỏi chứ anh từ trên trời rơi xuống à, ai sinh ra anh nếu cha anh là người tuyệt dục từ nhỏ? Thì lúc bây giờ mọi người vỗ tay lên cười ha ha ha, riêng anh đó cúi đầu đi xuống lầm lỗi để ôm lấy sự ngu dốt, hiếu thắng và ngạo mạn của mình. Cũng vậy, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cạm bẫy thảm nhung, thích được tiếng khen khi nó không xứng đáng, thì nó sẽ bị phản tác dụng, trở thành nỗi nhục nhã ê chề. Xin tạm biệt quý vị.